Chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Tiếp tục với chương trình video thì vừa về một số mã hàng thì em sẽ lên cho anh quay video trực tiếp và báo giá cho bác luôn. Để các bác xem video đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đón xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng thì em thì nhớ giúp em là các bác mua hàng hóa đơn từ 200 trở lên là bên em sẽ miễn phí ship cho bác rồi. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra, thanh toán nhá. Rất nhiều những cái mã hàng mới trong video hôm nay, giá rất tốt và rất dễ mua nhá. Các bác cùng đón xem video nhá. Rồi, em đi nhanh vào những cái mã hàng đầu tiên. Mã đầu tiên thì đây, về tiếp tục cho bác đó là cái dòng móc khóa titan. Đấy, giá thì bên em vẫn đang bình ổn bác luôn, là sẽ là 10.000 một cái móc khóa titan này. Đấy, rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này nhưng mà bữa trước đang bán thì hết hàng, hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Em báo giá luôn 10.000 một chiếc móc khóa titan nha. Chất liệu thì là bằng titan. Đấy, titan thì các bác biết về cái chất liệu nó rồi, nó là dòng vật liệu siêu cứng và siêu nhẹ nhá. Đấy, cái dòng này thì nó là hàng của công ty chuyên sản xuất những cái đồ thiết bị cho dân phượt này, dân leo núi này, đấy, dân thám hiểm này. Đấy, đi đây các bác nhìn cái móc khóa cũng biết rồi, đấy, thiết kế chuyên dùng cho những cái nhà thám hiểm, nhà leo núi rồi thứ nhá, rất ok luôn. Đấy, con này thiết kế rất là hay, là bình thường là các bác cũng sẽ thành có một chiếc móc bình thường nha. Đấy, nhưng mà ở đây nó có một thiết kế rất hay là nó có một cái lẫy khóa này, đấy, một cái gen xoáy các bác xoáy chặt vào, và khi mà các bác xoáy chặt vào thì nó sẽ cứng ngắc lại luôn, nó không có một cái chỗ nào nó mở ra nữa và nó sẽ khóa chặt luôn nhá, có nhá, khóa chặt luôn đó. Đây mới gọi là chuẩn là móc khóa này, chứ còn bình thường là các bác dùng những cái móc bình thường ấy, nó chỉ có đẩy đẩy nhà thôi, nó chỉ là một chiếc móc thôi, nó không phải là khóa. Đây nó có cả khóa này luôn, đấy, có cả phần khóa cài luôn, thì đây mới là chuẩn móc khóa có nhá. Đây mới là chuẩn móc khóa này. Đấy, chất liệu bằng titan, siêu cứng, siêu nhẹ nha, dùng rất thích luôn. Đấy, về các móc chìa khóa này, móc đồ, móc đạc này, hoặc là thậm chí các bác mua về dùng để ví dụ xích chó thứ nào cũng quá ok luôn. Đấy, rồi móc đồ chịu tải cao nhá. Đấy, giá thì gửi bác giá bình dân là rẻ thôi, 10.000 một chiếc móc khóa titan nhá, 10.000 một chiếc, giá rất là hạt rẻ. Đấy, rất dễ mua và rất chắc chắn xịn sò ok luôn đó, 10k một chiếc các bác nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên shop lại về thêm cho bác cái mã hàng đó là cái cuộn dây dù 20m nhá các nhá. Và em báo giá luôn, đợt này thì giá đang được giảm rất tốt bác luôn. Giá hiện tại bên em đang gửi bác giá chỉ có 20.000 một cái cuộn dây dù 20m nha. 20.000 một cuộn nhá, 20.000 một cuộn. Đó, một cuộn này dài sẽ được là 20m, rất nhiều dây luôn, 20m dây các bác biết rồi, rất là nhiều. Đấy, nó sẽ bó thành một cuộn rất đẹp nha. Đó, về các bác tháo ra để các bác xài sử dụng nhá. Con này các bác xài sử dụng rất là nhiều việc. Đấy, mình có thể là căng dây mình làm dây dây ví dụ như là căng dây buộc đồ này, rồi là các thứ ra đấy, chằng đồ các thứ, rồi mang các bác buộc đồ. Dòng này là dòng dây dù nhiều lõi nhá, dây dù nhiều lõi. Đây em lấy cho bác coi về cái phần lõi của nó nhá. Đây nha các bác nhá, đây cấu tạo bên trong của nó này, nó gồm rất nhiều là những cái sợi nhỏ nó sẽ bện vào thành một sợi to. Đấy, như này các bác xài nó rất là được bền các bác. Đấy, bình thường là các bác xài những cái dây, cái dạng dây dù nó chỉ có một lõi thôi ấy, thì nó rất là nhanh xuống dây, mà cái dây một khi nó đứt là nó đứt luôn, nó cũng đứt là đứt luôn. Đấy, nhưng con này là nó sự kết hợp của rất nhiều những cái lõi dây nó kết hợp vào thành một dây nha. Đấy, khi mà các bác xài nó dùng rất là bền. Đấy, vì em cũng đang xài cái dây này, em đang lấy cái dây này em cột mấy cái dây buộc mấy cái cây nha, mà bền lắm, em dùng mấy năm nay mà phơi nắng phơi mưa thoải mái luôn, mà rất là bền nhá. Đấy, dùng cực kỳ bền luôn. Đấy, mà một cuộn này 20m, giá nó chỉ có 20.000 thôi, về các bác sử dụng được rất nhiều công việc hay trong gia đình nhà mình luôn. Đó, cuộn dây dù 20m quá nhá, giá bên em đang gửi các bác là 20.000 một cuộn nha. Đấy, 20.000 một cuộn, rất chắc chắn và xịn luôn. Đó, về sử dụng rất là nhiều việc các bác nhá. Đây em về thêm cho bác một số các mã hàng hàng của siêu thị Nhật này. Đấy, hàng sách tay của siêu thị Nhật nhá. Đó, thì đây lên luôn cho bác đó là cái bánh xà phòng Nhật các bác nhá, giá bên em đang gửi bác là 30.000 một cái bánh xà phòng của Nhật nhá. Đấy, 30.000 một bánh nhá. Đấy, nó là xà phòng của Nhật nhá, xà phòng của Nhật, xà phòng tắm. Cái này thì các bác có thể tắm hoặc rửa tay được này. Đấy, nó còn có tác dụng là làm trắng da, sạch da. Đấy, rồi là các bác rửa tay tiêu diệt 100% vi khuẩn gây bệnh luôn. Rất sạch sẽ ok nhá. Thương hiệu của nó là Cao nhá, KAO này. Đấy, Cao. Xà phòng tắm rửa tay được luôn nhá. Hàng này thì nó đặt trụ sở công ty sản xuất ở Malaysia nhá, made in Malaysia. Đấy, và toàn dưới sự điều hành của công ty Nhật nhá, nên là cũng yên tâm. Đấy, hàng chuẩn của Nhật rất ok luôn. Đấy, bánh xà phòng tắm bên em đang gửi bác là 30.000. Đấy, về các bác có thể dùng để tắm này, rửa tay các thứ đều được luôn, sạch và thơm lắm. Cái này sạch và thơm, cái này thì em đang dùng xài sạch và thơm cực kỳ, cái mùi thơm của nó dịu nhẹ, mùi thơm Nhật mà. Đấy, mùi thơm dịu nhẹ dùng tích cực kỳ luôn nhá. Bánh xà phòng của Nhật giá bên em đang gửi bác là 30.000 một bánh nha, 30.000 bánh nhá. Hàng này hàng bán ở siêu thị đấy các bác nhá, rất chất lượng luôn. Đó, rất ok. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái dòng
chai nước thông cống này, đấy, chai nước thông cống, tẩy rửa cống, rồi là làm sạch cống, khử mùi, tiêu diệt vi khuẩn của Nhật nhá. Đây, hàng thì made in Japan, đó, made in Japan. Một chai này thì sẽ có trọng lượng là 800g nhá, 800g. Đó đây, một chai này trọng lượng là 800g, hàng cũng của siêu thị Nhật này. Đấy, con này thì về cái công dụng của nó sẽ là đây, để em lấy đọc các bác này. Cái này là chai thông tắc cống, đường ống cống Daiichi 800g nội địa Nhật nhá. Đấy. Thì định lượng một cái chai này sẽ là 800g, công dụng của nó là loại bỏ bùn tắc, bùn ướt ở trong ống thoát nước này. Dung dịch sẽ tiếp xúc với phần đường ống bị tắc nhanh. Bị tắc này nhanh chóng hòa tan và loại bỏ các phần tóc này, bùn này, bùn nhão này, diệt tận gốc vi khuẩn, các chất bẩn và mùi hôi thối nhá. Đó, sử dụng cho đường ống ở trong phòng tắm này, toilet và nhà bếp này. Đó thì liều đường sử dụng thì có sử dụng cho em từ 320ml cho đến 480ml cho một lần làm sạch nhá. Đấy. À, sau khi đổ cái chất này thì các bác đợi cho em từ 30 đến 60 phút và xả nước. Đó, làm sạch, xuất xứ đi từ ở Nhật Bản rồi nên cũng yên tâm về chất lượng đi. Đấy, dùng rất ok. Đấy thì các bác dùng cho em một lần là cứ khoảng tầm nửa chai này. Đấy thì các bác xài cho em. Đấy, ví dụ như là lâu lâu mình muốn khử mùi này, diệt khuẩn này. Đấy, làm cho cái cống của nhà mình nó chảy được khỏe hơn. Đấy, ngon hơn thì các bác dùng cho em, ví dụ một năm các bác mua chai này về các bác dùng cho em khoảng tầm 3 tháng một lần. Đấy thì một năm hết qua tầm 2 chai này thôi. Đấy mà giá nó bình dân thôi. Đây em báo giá luôn. Giá nó chỉ có 50.000 một chai thôi nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái chai nước thông cống màu vàng nhá, chai nước thông cống màu vàng. Bên em đang gửi bác là 50.000 một chai nha. Đấy chỉ có 50.000 thôi. Một chai này là đi 800g nhá, 800g nó cũng phải rơi được một chai này cũng khoảng tầm 1 lít đấy các bạn, 1 lít đấy. Đấy thì mỗi lần các bác cứ xài cho em là một nửa chai này. Đấy thì một chai này chia được xài là được 2 lần này. Đấy một chai này là dùng được 2 lần. Đó. Còn nếu mà không thì nhà các bác dùng ít thì cống nó tắc ít thì mình có thể xài thành 3 lần cũng được. Đấy, để cho tiết kiệm hơn. Đấy, còn nếu mà theo khuyến cáo của nhà sản xuất thì cứ dùng cho em là một chai này là 2 lần. Đó, 2 lần thì các bác dùng cho ví dụ như là một năm dùng hết 2 chai thôi thì một chai này dùng 2 lần, một năm xài hết 2 chai là được 4 lần đấy các bác nhá, được 4 lần đấy. Đấy về các bác xài sử dụng mua 1 2 chai về xài cả năm luôn. Đấy lâu lâu mình ví dụ mình không thơ mình nó không tắc mình có thể mình mang ra mình vệ sinh các thứ cũng được. Đấy là quá thoải mái rồi, ok rồi. Đấy, sạch sẽ thơm to nhà tắm, nhà vệ sinh, cống kia các thứ là nó đỡ mùi, đỡ bẩn này. Đấy rất ok luôn. Đó, hàng nội địa Nhật nhá, rất xịn sò. Made in Japan. Đó rất ok luôn. Đó. Thì các bác đổ trực tiếp cái chất này vào cái đường ống cống nhà mình và các bác để cho em từ 30 đến 60 phút sau đó mình mới xả nước lại các nhá. Các bác đừng xả luôn nhá, đừng xả luôn. Cứ để ngâm trong đấy khoảng tầm từ nửa tiếng cho đến 1 tiếng sau đó các bác đã xả nước lại nhá để nó phát huy tác dụng tốt nhất của cái chất này. Đó, thì hàng của nội địa Nhật nhá. Giá anh em đang của bác là 50k nước thông cống. Đấy, chai nước thông cống màu vàng nhá, 50k một chai. Sản phẩm tiếp theo thì đây lên luôn cho bác đó là cái chai nước tẩy bồn cầu này. Em báo giá luôn chai này thì bên em cũng đang gửi bác giá sẽ là 50.000. Hàng này thì cũng hàng của siêu thị Nhật các nhá. Hàng cũng của siêu thị Nhật, một chai này sẽ là 500ml. Cái này nó là cái dòng mà nó giống những cái chai mà Vim ấy, những cái chai mà nước tẩy vệ sinh con vịt mà các bác hay xài ở gia đình mà Việt Nam mình hay bán ấy, nhưng mà dòng này nó là dòng hàng nội địa của Nhật. Đấy, nên là các bác yên tâm về chất lượng, dùng rất sạch luôn. Đấy, dòng này của nó là cái dòng nước tẩy đậm đặc siêu sạch. Đấy, một chai 500ml với công thức là tẩy rửa cực mạnh nhá, giúp tẩy sạch mọi vết bẩn này, vết ố vàng này, diệt trùng này, khử mùi hôi khó chịu, giúp bồn cầu luôn sạch bóng này. Đó. Và cái loại này nó là đậm đặc gấp 10 lần so với cái loại bình thường. Đấy. Như giúp bám lâu hơn trên bề mặt. Đấy, và kéo cái dài cái thời gian mà cái dung dịch này tiếp xúc này. Đấy, để nó tẩy sạch những vết ố bẩn này, rồi là những cái mùi hôi khó chịu ở trên bồn cầu nhá. Đấy, hàng này nó là hàng bán chạy top 1 số 1 của Nhật nhá, rất chất lượng luôn. Một chai là 500ml. Đây các bạn nhìn này. Made in Japan. Đó đây không? Made in Japan. Đó, hàng rất chất lượng luôn. Đây thì nó thiết kế cũng theo cái dạng kiểu dạng con vịt này, thì về các bác nghiêng cái này xong rồi ở cái góc này đấy, các bác đổ thì nó sẽ ra. Đấy, nó sẽ ra nước nhá, nó sẽ ra nước. Đấy thì các bác ngửa chai này, sau đó cái phần vòi nó sẽ quặp ra và các bác phun vào trong những cái gầm của cái bồn cầu như mình các bác để các bác xịt rửa nhé. Đó thì một chai này là 500ml thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k một cái chai nước tẩy bồn cầu nhá. Các bác có lên mã nha, sẽ là cái chai nước tẩy bồn cầu, giá em đang gửi bác là 50k một chai. Đấy, hàng cũng của siêu thị Nhật, made in Japan, rất xịn sò chất lượng luôn. Cái này chuyên dùng để tẩy rửa sạch sẽ bồn cầu nhá. Đấy, nó thay thế những dòng
nước truyền thống các bác hay xài nó rất là loãng, nhưng con này nó là dòng siêu đậm đặc nhá, và tẩy rất là sạch, rất là thơm luôn đó. Giá bên em là giá bác là 50k/100, hàng cũng là hàng sách tay siêu thị Nhật, rất xịn sò luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái cây gãi lưng này. Đấy, lên mã em sẽ cái cây gãi lưng, các bác có thể là thu ngắn vào, các bác có thể kéo dài ra. Đấy, những cái vị trí mà khó gãi, bình thường là những cái vị trí ở lưng các thứ ra bác dùng rất là khó thò tay, các bác gãi được, các bác mua cho cái cây này về mình kéo dài ra, thò vào lưng các thứ mình gãi nhá, rất tiện dụng luôn, vừa gãi ngứa vừa massage rất tiện dụng luôn. Giá thì bình dân thôi, bên em đang gửi bác giá một cái cây gãi lưng này là 10.000 một cây nhá, 10k. Lên mã em sẽ cái cây gãi lưng nhá, cái phần này của nó đầu nhựa sừng. Đấy, gãi rất là êm luôn, 10.000 một cái cây gãi lưng nhá. À, bộ mũi khoan đa năng nhá, lên nhanh luôn bác, đó là cái bộ mũi khoan đa năng, một hộp này là 5 mũi nhá, về các bác sử dụng khoan gia đình nhà mình. Đấy, rồi anh em thợ thiền cũng thể khoan thoải mái luôn. Đấy, dòng mũi khoan đa năng, cái đầu của nó rất là hay thiết kế cái dạng là đầu tên lửa này. Đấy, để khi mà các bác khoan đấy, nó những cái đặc biệt là những vị trí ví dụ như là gạch men, những cái chỗ đá hoa nó hay bị trơn, nó hay bị trượt mũi khoan, các bác khoan nó rất là khó, và khoan rất hay bị trượt mũi là rất nguy hiểm, hay bị vỡ đá thứ gì. Đấy, rồi những cái chỗ vị trí đánh dấu mà các bác khoan nó bị trượt mũi là nó rất bị sai vị trí, sai lệch vị trí, là các bác bắt những cái đồ thứ vào nó bị cập kênh thứ, là nó bị thấp bên cao nó rất là khó chịu, thì các bác mua trong cái bộ mũ này về. Cái đầu nó thiết kế dạng đầu tên lửa, nó vào nó rất là ngọt luôn, các bác cứ vào cho em, nhấp cho em vào từ từ vào cực kỳ ngọt, bảo hành bác luôn nhá các bác, nếu mà không vào từ em cho bác trả lại luôn, khoan ngọt lắm. Cái này em cũng đã dùng thực tế rồi, dùng thích cực kỳ luôn. Đấy, thì một bộ này của nó sẽ gồm có là 5 mũi nhá. Đấy, 5 mũi 2 4 5, nó sẽ có là 2 mũi 6 này, 1 mũi 8 này, 1 mũi 10 và 1 mũi 12. Nói chung là các bác dùng cho em bộ này, các bác dùng gia đình này, anh em thợ thuyền dùng cho em bộ này cũng quá ok luôn. Đấy, thì em báo giá luôn nhé. Bộ này thì bên em là gửi bác giá của nó sẽ là đi 100k. Lên mã em sẽ cái bộ mũi khoan đa năng. Đấy, bộ mũi khoan đa năng sẽ gồm có là 5 mũi, 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10, 1 mũi 12. Đấy, thì giá của nó sẽ là 100.000 một bộ đúng không nhá. Đấy, mua bán bên em là bán cả bộ luôn các bác nhá. Bán cả bộ về các bác xài cả bộ luôn. Đấy, mình xài lúc nào mình cũng có cái mũi, tất cả các loại lỗ hầu như là dùng gia đình này, anh em thợ thuyền dùng hết luôn. Một bộ này 100k bộ 5 mũi. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái cây chổi cọ sắt này. Lên bạn em sẽ cái cây chổi cọ sắt nhá. Cây này dùng hai lắm. Đấy, đây. Nó là cái dạng cái cây những cái sợi thép nó nhỏ li ti nha, các bác nhìn này, nó bện vào rất nhiều, những cái sợi thép bỏ đi nó bện vào thành một cái bó nha. Đấy, để các bác về các bác dùng, để các bác cọ son, cọ nồi, cọ những cái đồ ở gia đình nhà mình này. Đấy, rất tiện dụng luôn. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái cây chổi cọ sắt nhá. Cây chổi cọ sắt nó có phần tay cầm rất tiện, có cả phần móc đeo, dùng xong các bác có thể đeo lên. Đó, thì đây. Các bác về xài rất ok. Cây chổi cọ sắt này bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 30.000 một cây nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây chổi cọ sắt này. 30k. Đấy, 30k một cái cây chổi cọ sắt nó xòe xòe ấy nhỉ. Đấy, rất ok luôn. 30k một cây nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái bộ tô vít đen này. Lên mã em sẽ cái bộ tô vít đen nhá. Bộ này thì về các bác xài gia đình các thứ dùng rất là tiện luôn. Đấy, một bộ tô vít đen sẽ gồm có là một cái cây vít này, một cái cây vít và 6 cái đầu vít đi kèm, mà một cái đầu vít này sẽ gồm có là hai đầu nên dùng rất là tiện nhá. Đầu cộng, đầu trừ này, đầu hoa thị này, đầu lục giác này, về các bác xài gia đình rất tiện dụng luôn. Đây, để em cắm thử với bác coi. Đấy, cắm vào và các bác xoáy, mình có thể là cho thấp cho cao được nhá, điều chỉnh ở cái vị trí luôn. Đấy, cho thấp, các bác muốn cho dài ra và các bác muốn cho thấp lại, rất tiện dụng nhá. Và con này nó có cả cái hệ thống đảo chiều luôn. Đấy, đảo chiều xoáy nhanh nhá, các bác nghe tiếng tạch tạch là các bác biết rồi. Đấy, rất là hay nhá. Đảo chiều xoáy nhanh và các bác khóa đứng, khóa chết trục cũng có luôn nhá. Đây. Đấy, sang bên phải, sang bên trái có luôn này. Đấy, khóa đứng chết trục luôn này. Đấy, rất ok. Cái phần tay cầm nó rất là to. Các bác cầm, các bác xoáy vặn nó rất là dễ dàng sử dụng nhá. Đó, thì một cái bộ tô vít đen này bên em gửi bác giá chỉ có là đi 50.000 thôi các nhá. Chỉ có 50.000 thôi, mà về các bác xài gia đình, anh em thợ thuyền xài bộ này quá ok luôn. Đấy, nó sẽ gồm có là 12 cái đầu vít. Đấy, 12 cái đầu vít này. Đây. Bộ này của nó chuẩn của nó sẽ gồm là đi 13 chi tiết các nhá. 13 chi tiết. Nó sẽ gồm có là 6 cây vít, vì mỗi cây là hai đầu thì tính ra là 12 đầu, 12 cái đầu vít và một cái thân vít đi kèm, thì bộ này nó gọi là 13 chi tiết này. Đấy, thì cứ lên mã cho em sẽ là cái bộ tô vít đen nhá. Đấy, bộ tô vít đen bên em đang gửi bác một cái bộ tô vít đen này, giá của nó sẽ là 50k. Đấy, chỉ có 50.000 thôi, một bộ giá rất bình dân, hạt rẻ mà về các bác xoáy rất đa năng, xoáy rất nhiều thứ khác nhau luôn. Đó, đầu cộng, đầu trừ này, đầu y, đầu u, đầu tam giác này, đầu hoa thị, các thứ có đầy đủ hết luôn. Đây, đấy, có đầy đủ hết luôn để về các bác xài nhá. Bút điện này thì bên em cũng đang thanh lý xả kho, giá chỉ còn có 20.000 thôi. Và khi mà các bác mua bút điện thì bên
công ty sẽ có tặng kèm thêm cho bác một cái lốc pin này nữa này. Đấy, bút thử điện đa năng nhá các bác. Này thì con này thì về các bác có thể là sử dụng đa năng. Đấy, đây sử dụng đa năng các bác thử pha nóng pha nguội này, thử thông mạch này, các bác thử thử dây âm dây dương, thử dây ở ngoài dây trong dây cũng được luôn nhá. Đấy, nói chung là con này đa năng lắm, sử dụng đa năng mà giá bình dân thôi, giá là chỉ có 20.000 một cái thôi nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây bút thử điện đa năng. Đấy, con này cực kỳ đa năng. Và khi mà mua kèm bên em là công ty có tặng kèm thêm pin này. Bình thường là các bác mua ở những cái chỗ khác là nó chỉ có nguyên bút không thôi, mà đây giá rẻ chỉ có 20k, lại còn đặc là được có kèm thêm một lốc pin nữa nhá. Đấy mà chỉ có 20.000. Cứ lên mã cho em sẽ là cái cây bút điện đa năng 20.000 một cây. Tiếp theo đó là cái bộ vít V9 này, lên mã em sẽ cái bộ vít V9 nhá. Bộ vít V9. Bộ này nó sẽ gồm có là 9 chi tiết để về các bác xoáy chuyên, các bác xoáy bu lông. Đấy, xoáy bu lông hoặc các bác có thể về dùng để bắn vít, bắn bu lông đều được luôn. Đấy đây. Nó sẽ gồm có là 1 2 3 4 này, 5 6 7 8 9 này, từ loại nhỏ nhất sẽ là 5 mm, 6 7 8 9 10 11 12 13. Đấy, nó sẽ gồm có là 13 cỡ nhá, 13 cỡ. Đấy, 13 cỡ. 13 cỡ vít khác nhau, 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Đấy thì cứ lên mã em sẽ là cái bộ vít V9 2 4 5 6 7 8 9 nhá. Nó sẽ gồm có 9 cái đầu bu lông nha. Đấy, 9 cái đầu bu lông để về các bác xài, các bác xoáy được rất là nhiều thứ khác nhau luôn. Đấy, chuyên để các bác xoáy bu lông nhá. Đây này, các bác nhìn những cái ấy bu lông này. Đấy, những cái con bu lông dạng nhỏ nhỏ ấy là các bác xài này rất ok. Bộ này thì bên em đang gửi bác là đi 40.000, cứ lên mã giúp cho em sẽ cái bộ vít V9 nhá. Đấy, bộ vít V9. Xoáy bu lông nước các thứ ra. Nhớ mã giúp em sẽ là bộ vít V9 nhá. V9 này. 40k. Đấy, 40k một bộ vít V9. Đấy, 40.000 bộ thôi. Giá bình dân hạt dẻo nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái tấm cọ lưng silicone này. Cái lên mã em sẽ cái tấm cọ lưng silicone nhá. Cái này về dùng hay lắm. Đấy, về các bác về dán vào trên tường nhà tắm này, hoặc các bác để mình để dưới cái mặt sàn của nhà tắm được. Đấy, các bác dùng để kỳ cọ lưng này, rồi là kỳ cọ vừa massage người ngậm chân tay, rất thích luôn. Đây nó có những cái gai này. Đấy, vừa kết hợp kỳ sạch cái làn da bác nhá. Đấy, cũng như là massage. Đấy, dùng rất là êm ái, ok luôn mà sạch cực kỳ. Đấy, chất liệu bằng silicone nên là không lo thấm nước nhá các nhá. Thì dùng xong các bác rửa sạch phơi đi là ok. Đấy, và đằng sau nó có những cái mút đệm mà hít kính, hít đá này. Đấy, về các bác có thể dính cái tường là ok luôn. Hoặc các bác để dưới sàn nhà tắm thì ok luôn nhá. Đấy, thì em báo giá luôn một cái tấm này bên em đang gửi bác là 30.000 các nhá, 30.000. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái tấm cọ lưng silicone. Đấy, tấm cọ lưng silicone. Giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k một cái tấm cọ lưng silicone nha. Đấy, 30.000. Về các bác dán lên. Cọ lưng các thứ sạch lắm. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây các bác cùng xem này. Đấy, dán tường này. Đấy, cọ lưng này, kỳ cọ lưng các nhá. Kỳ cọ lưng, kỳ tay này. Đấy, kỳ chân, kỳ trước này. Đấy, rồi có thể dán dưới thảm này. Các bác vừa kỳ cọ vừa massage, dùng xong rửa sạch sẽ đi cái là ok. Đấy. Rồi ok các bác nhá. 30k nhá. Tấm cọ lưng bằng silicone, có những cái gai nhỏ nhỏ nha. Dùng thích lắm. 30k một tấm. Lên nhanh luôn cho bác đó là cái hộp thuốc chuột của Thái này. Đấy, hộp này thì em báo giá luôn 30.000 nhá. 30.000 một cái hộp thuốc chuột nha của Thái nha. Đấy, đó là một cái túi bên trong. Đấy, dạng thuốc viên màu hồng. Cái này thì về các bác có chỗ nào có chuột các bác cứ giải ra cho nó ăn, thế là xong. Đó, con này bán nhiều mà nhạy lắm. Đấy, hàng của Thái nha, rất xịn xò, ok luôn. Chuyên các bác dùng để diệt chuột nhá. Chuyên dùng để diệt chuột. Đó, hàng bán chạy top 1 của Thái đấy. Đó, hàng một cái túi này được là 80g, một túi này được 80g. Đây 80g này. Đó, lên mã em sẽ cái thuốc chuột của Thái Lan nhá. Đấy, thuốc chuột Thái Lan. Bên em đang gửi các bác là 30k. Đấy, 30k một cái hộp thuốc chuột Thái Lan nha. 30.000 một hộp các nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã hàng, đó là cái cây hút thiếc này. Đấy, lên mã em sẽ cái cây hút thiếc nhá. Cây hút thiếc này. Giá của nó sẽ là 30k. 30.000 một cái cây hút thiếc nha. 30.000 một cây. Về các bác xài. Các bác muốn vệ sinh cái mối hàn cho nó sạch sẽ này. Đấy, các bác mua cho em mấy cây hút thiếc này về. Đấy, lúc nào các bác cần hút các bác ấn cái này cho em xuống, ấn xuống. Đấy, vào lấy cái bắt đầu các bác dí vào cái chỗ mà mối hàn các bác cần hít, các bác bấm cái. Đấy, phịch cái là sẽ hút thiếc vào. Đấy, hút thiếc vào rất sạch luôn. Đó, rất tiện dụng nhá. Chuyên dùng để các bác vệ sinh những cái mối hàn cho nó sạch sẽ. Đấy, bình thường là các bác hàn các thứ ra. Đấy, lúc mà những cái thiếc thừa các bác muốn hút ấy, thì nó rất là khó. Để các bác mua cho em cái dụng cụ để về dí vào, bấm đấy, phịch cái. Đấy, nó sẽ hút lên nhá. Con này hút mạnh lắm. Đó, các bác nghe tiếng kêu biết rồi. Đấy, bịch. Đó, kêu rất to luôn, hút rất khỏe nhá, lực hít khỏe lắm. Đó thì
đang gửi bác là 30k, lên mã nhé, giúp cho em sẽ là cái dụng cụ để các bác vệ sinh mũi hàn hút thiếc nhá. Cứ lên mã em sẽ được cái cây hút thiếc. Cây hút thiếc bên em đang gửi bác là 30.000 một cây hút thiếc nha. Đấy, 30k, hàng mới nguyên vỉ luôn. Đó, 30k một cây hút thiếc. Và thắt lưng dù quân đội Mỹ và mũ của Mỹ nhá, rất chất lượng luôn. Đấy, em sẽ đi vào quay chi tiết và báo giá. À, cái này em báo giá luôn nhé, báo giá luôn cho bác biết luôn này. Đấy, thì bên em sẽ bán đồng giá luôn, là mũ và thắt lưng là bán đồng giá luôn, là cứ 60.000 một cái, 60k. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là thắt lưng dù của Mỹ nhá, giá sẽ là 60.000, và mũ này bên em cũng đang bán đồng giá luôn với bác là 60k luôn, 60k. Đấy, mũ cũng 60, thắt lưng cũng 60 luôn. Đấy, thì các bác thích cái phong cách quân đội này. Đấy, phong cách kiểu dạng ngầu ngã quân đội này. Đấy, kiểu dạng chất này, thì các bác mua trong cái combo này quá đẹp luôn. Đấy, đây là mũ nhá. Đấy, mũ dàn di cực kỳ đẹp, USA này. Đó, quá xịn luôn. Chất liệu 100% là cốt tông, có phần vải lưới này, vải lưới các bác đội rất là thoáng đầu luôn nhá. Và có cái phần điều chỉnh đầu, cái cỡ đầu của bác nhá. Đấy, thì các bác về xem cỡ đầu mình như thế nào thì các bác điều chỉnh bằng cái miếng này. Đấy, nó có thể thu ra, thu nó kiểu cho thu vào và cho to ra được các bác nhá. Đó là điều chỉnh vòng đầu. Mũ thì lên form đội rất đẹp luôn. Đấy, mũ dàn di rất chất lượng nhá. Đấy, xào siêu thứ ok ngon lành luôn. Đường kim mũ chỉ rất nét, rất đẹp nhá. Mũ dàn di Mỹ, con này các bác đội thì cực kỳ chất lượng rồi, rất đẹp. Đó. À, giá là 60.000 nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là mũ dàn di. Đấy, mũ dàn di đang gửi bác là 60.000. Ngoài ra thì đó là dòng thắt lưng. Thắt lưng dù quân đội này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây. Mai hàng tiếp tục về, hàng cũng nguyên nguyên bịch nguyên túi mới căng luôn. Quá chất lượng, gửi bác luôn nhá. Con này thì bên em cũng đang bán đồng giá luôn là 60.000. Đấy, các bác lấy cái nào được báo nhá. Đây, dòng thắt lưng của quân đội US này. Đấy, 1966 này, rất chất lượng luôn nhá. Con này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi. Riêng cái dòng này thì niên hạn em bảo hành cho bác 10 năm luôn, dùng không bao giờ lo hỏng nhá. Vì cái dòng dù này nó quá là bền, nó không có gì hỏng các bạn. Nó siêu bền luôn. Đây, có nhìn này. Dù rất dày mà nó bện đẹp cực kỳ luôn. Đấy, và cái phần đầu này bọc một cái lớp da để khi mà các bác xài nó không lo nó bị bung hay nó bị xù cái phần dù ra. Phần mặt thắt lưng này cũng rất đẹp luôn, mặt là mặt kim loại nhá. Và cái phần khóa lẫy cài, khóa cũng rất là dễ dàng sử dụng, rất dễ mở, dễ đóng nhá. Thì các bác chỉ việc là xỏ dây thắt lưng vào này. Đấy, mở cái này ra, xỏ dây thắt lưng vào. Đấy, và các bác điều chỉnh cỡ, sập cái này xuống, thế là xong. Đấy, các bác giật cho em thoải mái luôn. Giật thoải mái luôn nhá. Cực kỳ chắc chắn, và lúc nào các bác không dùng nữa các bác tháo ra mở em ra, thế là xong. Rất ok, thao tác rất nhanh gọn mà rất dễ dàng sử dụng nhá. Mà lại còn chắc chắn, đẹp, bền các bạn. Đấy, nói chung là đúng chất là ngon, bổ rẻ và bền luôn đấy, bền bỉ. Hàng của Mỹ này cũng yên tâm về chất lượng rồi. Đó, thì thắt lưng dù này thì thắt lưng dù dàn di của Mỹ nhá. Bên em đang gửi bác giá sẽ là 60.000 một cái, còn mũ thì cũng là 60 luôn. Đấy, thì các bác cứ lấy cái nào thì báo cho em, hoặc các bác có thể lấy cả đôi này về xài được. Đấy, mũ là 60, thắt lưng 60 nhá. Rồi, qua nhanh cái mã hàng tiếp theo. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái mã hàng vòi nối này. Các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái vòi nối nhá, để về các bác lắp vào cái bồn chậu rửa bát nhà mình, rất tiện dụng luôn mà rất là hay nhá. Con này nó có thể thay đổi rất nhiều chế độ khác nhau. Em báo giá luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái vòi nối lắp vào cái chậu rửa bát nhá. Đấy, giá của nó sẽ là đi 30.000 thôi. 30k một cái con vòi nối này. Đấy, bình thường là các bác những cái vòi nối như các bác rẻ tiền, nhưng các bác mua thêm cho em một cái vòi nối để 30.000 lắp vào là đúng như thành một chiếc vòi đắt tiền luôn. Đấy, dùng rất là hay nhá. Đây, em bóc cho bác coi này. Con này thì dễ dàng lắp đặt lắm. Về các bác ở đây nó có cái đầu silicone. Đấy, về các bác ấn vào cái nó co giãn mà. Về các bác ấn vào cái vòi nước như mình, sau đó các bác sử dụng thôi. Cứ thế xả nước ra. Và đây là nó sẽ có chỉnh các chế độ này, chế độ ra một này hoặc chế độ ra nhiều tia nhá. Nước ra rất khỏe, rất đều luôn, rất thích, dùng rất ok. Và ở đây nó có phần lò xo, các bác có thể bẻ uốn cong đi, uốn đi uốn lại rất ok. Đấy, giá là bình dân thôi, 30k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là vòi nối. Đây các nhá, đây cái vòi anh em là cũng dạng vòi đều thôi nhá, nhưng mà em lắp con này vào thì ngang với lại vòi tiền triệu luôn ạ, dùng thích cực kỳ. Đây em mở nước cho các bác coi này. Đấy, đây không, nước ra rất đều và các bác có thể là điều chỉnh các hướng này. Đấy, lăn léo này. Đấy, lăn léo các hướng các kiểu nhá. Và các bác có thể điều chỉnh cái vòng này. Đấy, nó ra bằng kiểu một tia này, hoặc là các bác muốn ra nhiều tia nhỉ, tùy nhu cầu nhá. Nước ra rất đều và khỏe luôn, và nó rất là hay, nó có thể bẻ uốn như các xuống kiểu này. Đấy, ngoái vùng quanh cái chậu rửa luôn, rất ok, rất là hay. Đấy, 30.000 một cái thôi, về lắp vào cái chậu rửa bát hoặc những cái vòi nước nhà mình xài dùng cho hay lắm. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái cây kẹp gắp này. Cái cây này về dùng, các bác về dùng có hay có cái món nướng cá, nướng thịt các thứ, giờ các bác về dùng cho em. Đấy, nướng cá hoặc là rán cá hoặc là nướng thịt nhá. Bình thường là các bác cứ hay
phải dùng đũa các bác lật thì nó rất là khó lật, thì các bác mua cho em cái này về đấy, nó rất là hay, các bác xúc nó vào cho các bác lật nó lên ok. Đấy, ví dụ đây em có một cái miếng cá rán này mà còn là miếng thịt nướng này, để các bác xúc nó vào lật lên thế xong đây đấy, lách xúc nó vào lật lên thế xong đây đó, xúc nó vào này, lật lên cái ok luôn, rất hay rồi nhá. Mà giá là bình dân thôi, chỉ có 20.000 một cái này thôi đấy, 20k một cái kẹp gấp nha. Các bác lên mã cho em sẽ là cái kẹp gấp dùng để nướng thịt này, rồi là mình rán cá này, nướng thịt, nướng tiếc các thứ rất ok luôn. Giá bên em đang gửi bác là 20k một cái nhá. Lên mã cho em sẽ là cái cây kẹp gấp 20k. Đấy, 20.000 một cái này thôi. Giá hạt rẻ mà bình dân, dùng nhà bếp nhà giáp các thứ dùng rất là hay. Đấy, dùng gia đình nhà mình. Đấy, xúc vào cái, lật lên cái ok. Rồi, 20k một cái. Cái cây gãi lưng thì hàng bên shop tiếp tục hàng về này, và em báo giá luôn. Cây gãi lưng này thì giá bình dân thôi. 10.000 nhá, 10.000. Đấy, 10k lên mã cho em sẽ được cái cây gãi lưng nhá. 10.000 một cái cây gãi lưng này. Đấy, về các bác dùng để gãi lưng. Bình thường là lưng hay là đằng sau những cái chỗ mà các bác không với tay các bác gãi thì các bác mua cho em cái cây về. Đấy, nó có thể kéo dài ra, thu ngắn vào, rất tiện dụng luôn nhá. Cái phần đầu nó là dạng nhựa sừng, các bác gãi rất là êm. Đấy, vừa gãi lưng vừa massage. Đấy, kéo dài ra thu ngắn vào, chỉ có 10.000 một cây thôi. Đấy, giá hạt rẻ bình dân mà dùng hay lắm. Đó, 10.000 một cây gãi lưng luôn nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cây chổi cọ đen này. Cây này em bán nhiều lắm đấy, mà dùng rất là hay. Về các bác có những vị trí ngóc ngách các thứ rồi, các bác dùng thì các bác cọ các bác trải sạch lắm. Đấy, đây nó có dần rất nhiều những cái sợi cước khác nhau này, con này thì dùng rất là bền rồi đó. Về các bác dùng cọ ngóc ngách những cái chỗ vị trí khe kẽ là các bác cho vào, các bác đưa vào các bác cọ nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái cây chổi cọ đen. Đấy, bên em đang gửi bác giá cây này thì chỉ có là đi 15k thôi. Đấy, 15.000 cho một cái cây chổi cọ đen này, 15k một cây. Về các bác xài cọ ngóc ngách các thứ rất ok. Đấy, lên mã em sẽ cây chổi cọ đen nhá. Đây các bác cùng coi thực tế về sản phẩm này. Đấy, ví dụ những cái chỗ ngóc ngách này, đấy các bác cọ, đấy cọ rất sạch luôn, khe kẽ này. Đấy, những cái bình thường là những cái vị trí khó là những cái chổi to các bác không thể luồn lách được, nhưng mà con này nó nhỏ nhỏ nên là các bác có thể luồn lách vào những cái vị trí khe kẽ, các bác sử dụng các bác cọ rất là sạch nhá. Đây đấy, dùng rất ok. Đây đấy, thực tế về sản phẩm này nhỏ nhỏ nhưng mà có võ nhá. Đấy, những cái khe kẽ nhỏ nhỏ các bác luồn lách là dùng ok lắm. 15k một cây thôi nhá, chổi cọ đen. Bộ lấy giấy tay nhá, bộ lấy giấy tay báo giá bác luôn. Bộ này thì đang có giá là đi 20.000 nhá, 20.000 bộ thôi. Đấy, 20k bộ này. Bộ lấy tay rất nhiều món, về các bác dùng để lấy dây tay 20k một bộ lấy dây tay nha, đựng trong một chiếc hộp rất là nhỏ gọn xinh. Các bác có thể móc làm móc chìa khóa luôn. Đấy, hoặc là mình có thể bỏ túi sách mang đi chơi đi du lịch, hoặc là mình sử dụng đa năng di chuyển dễ dàng. Đấy, hoặc các bác để ở nhà, bác nào thích dùng riêng tư không muốn dùng chung với ai, các bác có thể mua một bộ này về. Đấy, mình để dùng riêng ra một bộ rất ok. Một bộ này gồm rất nhiều món khác nhau nhá, gồm đây, gồm những cái đầu tròn này, đầu lò xo, cái đầu lò xo là lấy thích lắm này. Đấy, các bác gãi ngứa các thứ dùng cái đầu lò xo là thích lắm. Đấy, rồi những cái đầu để lấy dây tai thứ này. Đấy, gồm rất nhiều đầu khác nhau nhá, đựng trong một chiếc hộp. Cái lọ nhỏ nhỏ xinh như này. Đấy, có phần móc đeo chìa khóa luôn. 20k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ lấy dây tai. Đấy, bộ lấy dây tai chỉ có 20.000 thôi. Giá hạt rẻ dễ mua. Và tiếp theo thì đây em lên luôn cho bác đó là cái lọ gia vị này. Các bác cứ lên mã em sẽ cái lọ đựng gia vị, hay còn gọi là lọ gia vị đen nhá. Đấy, lọ gia vị đen hoặc là lọ đựng gia vị đều được. Đấy, thì em báo giá luôn một lọ này thì em gửi bác giá thì bình dân thôi. 15k nhá. 15k một cái lọ gia vị nhá. 15k một lọ. 15k trên một lọ này. Còn các bác lấy 3 lọ nhá, 3 lọ thì em sẽ tính bác giá là 40.000. Đấy, 3 lọ trở lên là tính giá là 40.000 cho 3 lọ, còn các bác lấy lẻ một lọ là 15k nhá, giá rất bình dân thôi. Cái này về các bác đựng mắm muối mì chính, hạt tiêu, tiêu đây rất là tiện luôn. Đấy, đi về đây các bác xoáy cái nắp chặt này vào này. Đấy, lấy cái thìa này ra, lấy cái chua này ra, các bác cắm vào nhau. Đấy, kết nối cắm vào nhau. Và các bác đổ gia vị đây, và lúc nào các bác muốn lấy gia vị ra thì nó sẽ cắm cái chìa đây sẵn như này rồi, là các bác chỉ việc cầm vào cái chua này. Đấy, là các bác xúc gia vị ra là các bác tra vào thôi. Đấy, rất tiện dụng nhá. Bình thường là các bác cứ ví dụ tay đang ướt rồi, mình cứ phải thò tay và mình lấy cái muỗng ở trong ra, các mình lấy nó rất là ướt át các thứ này rồi, là nó rất là gây mất vệ sinh cái thứ rồi. Đấy, thì các bác chỉ việc cầm đấy thôi. Đấy, và các bác lấy ra và lúc nào dùng xong là các bác lại đậy vào, thế là xong. Ngon này, kín đáo ok luôn. Chất liệu nó là thủy tinh nhá, nên là các bác dùng yên tâm, rất an toàn cho sức khỏe nhá. Giá thì 15k nhá, 15k. Lên mã giúp cho em sẽ là cái lọ gia vị. Đấy, lọ đựng gia vị đen. Giá đang gửi bác là 15k một lọ. 15k một lọ. Các bác lấy 3 lọ nhá. 3 lọ giá của nó sẽ là 40.000. 3 lọ là 40.000, các bác lấy lẻ một lọ là 15k. Đấy, lọ gia vị.
một cái sản phẩm rất hay các bác về xài nhà bếp cho em này rất ok, đó là cái chai xịt nhà bếp Kitchen Cleaner này. Đấy, con này thì về các bác xài rất ok. Đấy, về các bác vệ sinh nhà bếp này, đặc biệt là dầu mỡ ở cái khu vực bếp này mình dùng sạch cực kỳ luôn, vì cái chai nhà em đang xài mà nó là dạng bọt nha, thì về các bác lắc đều trước khi sử dụng nha, và bắt đầu các bác xịt ra thôi. Đấy, mình gỡ cái nắp ra này, sau đó các bác xịt trực tiếp vào cái chỗ nào nó bẩn hoặc là chỗ nào nó dầu mỡ ấy, các bác xịt trực tiếp vào cho em. Đấy, sau đó các bác ngâm cho em vài phút và bắt đầu các bác đợi nó tan tan cái bọt, bắt đầu các bác có dùng cái rẻ các bác lau hoặc là các bác kết hợp với lại cái búi rắc sắt các bác đánh, kết hợp với cái bọt này các bác đánh này rất là sạch luôn. Đấy, nó sạch dầu mỡ lắm, nó không bị nhờn đâu các bác. Dùng xong là các bác dùng cái dung dịch này nó sạch kiên kít luôn, dùng thích cực kỳ. Đấy, một chai này là 500ml nhá, về các bác xài thoải mái luôn. Đấy, chuyên để các bác vệ sinh cho khu vực nhà bếp nhá. Giá nó như em báo luôn, lên mã em sẽ là cái chai xịt vệ sinh nhà bếp, chai xịt vệ sinh nhà bếp nhá. Giá em đang bán một chai này là chỉ có là đi 40.000 thôi, 40k nhá, 40k một cái chai xịt vệ sinh nhà bếp này, dùng thích cực kỳ luôn. Nó là dạng bọt nhau nhá, nó là dạng bọt, vì các bác xịt trực tiếp vào cái chỗ nào bẩn các bác vệ sinh đây. Chai xịt giúp chị em đỡ vất vả hơn trong việc dọn bếp, đó là bình xịt tẩy rửa Kitchen Cleaner, với khả năng tẩy rửa được các vết bẩn cứng đầu giúp chị em đỡ vất vả hơn, có thể xịt mọi ngóc ngách, có mùi dễ chịu còn có thể diệt khuẩn. Sản phẩm mình để rửa tích tắc sắp nháy cả nhà. Đấy, con này dùng rất là hay. Đấy, và con này mùi của nó là mùi hương cam, rất là dùng rất là thơm, và đặc biệt là còn ngoài ra tẩy sạch còn có chức năng diệt khuẩn nhá, dùng rất thích. 40k một cái chai xịt vệ sinh nhà bếp nha. Sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên mã xẻ kho cái mã luôn, đó là cái đuôi đèn cảm biến chuyển động này. Con này thì bữa trước đang bán với bác là 120.000, hôm nay về bác bức giá rất dễ mua luôn, giá chỉ còn có là đi 50k nhá, 50k cho một cái đuôi đèn cảm biến chuyển động này, 50.000 một cái nhá, 50.000 một cái, về dùng rất ok luôn. Về các bác lắp đặt vào những cái chỗ nào mà nó đường đi lối lại này, ở cầu thang này, rồi là ở ngoài cổng này, chỗ đường đi lối lại này. Đấy, các bác đỡ phải lắp công tắc, các bác chỉ việc lắp cho em cái đuôi lên, và khi mà có vật thể nó chuyển động qua cảm biến này là tự động đèn nó sẽ sáng lên, còn lúc nào mà không có chuyển động là đèn nó sẽ tự động tắt đi nhé. Đi kèm có cả ốc vít về bác sắp lắp luôn. Giá thì bình dân thôi, đang giảm giá xả bác luôn, chỉ còn có là đi 50k một cái đuôi đèn cảm biến chuyển động nha. Đấy, 50k một cái nhá. Về các bác lắp đặt và xài thôi. Con này cứ về lắp đặt và xài dùng dễ lắm. Đấy, mà dùng rất là hay luôn. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Trên tay mình đây là cái đuôi đèn cảm biến chuyển động tự động bật tắt khi có người. Mình đang thay cái đuôi đèn cũ bật tắt bằng công tắc, chuyển qua xài đuôi đèn cảm biến những cái nơi như là nhà tắm hay là nhà vệ sinh, mỗi lần ra vô có chút xíu. Bây giờ không phải tắt mở công tắc nữa, người bước vào đèn sáng, bước ra sau một khoảng thời gian đèn tự tắt. Ở trên này các bạn có thể điều chỉnh chỉ sáng ban đêm hoặc cả ban ngày, rồi chỉnh được thời gian đèn tắt. Cái cảm biến của nó bắt xa nhất được 8m, nên các bạn thoải mái lắp trên cao, mang về chỉ tính lắp ở trong nhà thôi. Thế là mẹ mình bảo, hay là mày lắp để chống trộm cho chuồng gà nhà tao đi. Cũng hợp lý phết nhỉ, nhưng mà cái đuôi này lắp ngoài trời phải che lại nha. Nói chung là rẻ, tiết, giá một cái chỉ bằng cốc trà sữa. Anh em quất lần 3 cái để được miễn phí ship nha. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, coi nhá. Đấy là cái đuôi đèn cảm biến chuyển động, khi mà có người qua lại là tự động là cái đuôi này nó, cái đèn đuôi đèn nó sẽ sáng lên nhá. Đấy, tự động nó sẽ sáng lên, dùng rất ok. Đặc biệt các bác lắp ở ngoài cổng là dùng làm cái đèn chống trộm rồi. Đấy, khi mà có chuyển động cái là đèn nó sáng lên, là trộm nó cũng sợ luôn. Cái đuôi của nó sẽ là cái đuôi xoáy nhá. Về bây giờ nó toàn dùng đuôi xoáy phổ thông nên là yên tâm nhá. Đấy, bóng đuôi xoáy và lắp là ok luôn. 50k một cái. Quay nhanh bác một số cái mã hàng hàng mới em, hàng vừa về này. Đấy, đó là cái con chuột không dây nhá, chuột không dây em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá sẽ là 90k nhá, 90k một cái con chuột không dây này. Nó có tích hợp luôn cả pin tích điện luôn nhá. Nghĩa là về là bình thường là những cái con chuột không dây là các bác cứ phải mua pin các bác lắp vào, thì thứ nhất là cái pin ấy nó rất là nhanh hết, mà thứ hai là nó cái độ mượt nó không cao, như con này là nó có tích hợp sẵn pin luôn, và khi mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây sạc ở trong cái hộp này ra, các bác cắm vào đây và các bác cắm vào cái cục sạc điện thoại nhà mình là các bác sạc nó thôi. Đấy, một con chuột bấm rất là êm luôn, con lăn rất là mượt mà ok. Con này thì bên em bán khá là nhiều rồi, không cần phải dây dợ đằng nào, mà thứ hai là các bác không cần phải mua pin vì ở trong này nó đã có sẵn pin tích điện rồi. Đấy, khi mà hết pin thì các bác lại cắm sạc là xài thôi. Đấy, và về thì bên dưới nó có một cái con chip này, về các bác cắm vào cái cổng USB ở trên máy tính như mình và cắm vào là tự động là nó nhận nhé. Các bác không cần phải cài đặt bất cứ một cái gì ngoài việc là các bác về bật cho em cái nút on lên này. Đấy, bật cái nút on lên là bắt đầu là chuột nó sẽ hoạt động, trạng thái hoạt động là on. Còn nếu các bác muốn tắt đi các bác bật về off, có thế thôi. Đấy là các bác xài nhé, không cần dây dợ nhàng, và thứ hai là không cần phải pin biết gì. Đấy, và khi mà hết pin thì các bác lại cắm sạc và các bác xài nhé. Giá bên em đang gửi bác một cái con chuột không dây này là 90.000 một con.
Tiếp theo thì lên nhanh bác luôn đó là cái kênh phẩm xả khó. Tiếp theo thì hôm nay tiếp tục lại về cái mã hàng đó là cái quặn băng keo trong. Đấy thì hôm nay em cũng xả luôn cái mã luôn. Đấy, đi em báo giá luôn nhá. Bữa trước cái quặn này đang bán là 40.000, hôm nay em về đây bác mức giá cực kỳ dễ mua luôn. 20.000 nhá. 20.000 một cái quặn băng keo trong hai mặt này. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái quặn băng keo trong hai mặt, giá của nó sẽ là 20.000. Một quặn này dài được là 5 mét nhá. Một quặn 5 mét về các bác dính rất nhiều những thiết bị khác nhau. Con này nó là dòng keo siêu dính luôn, dính lắm, dính chắc cực kỳ. Và các bác dính trên mọi chất liệu luôn. Đấy. Cái hay của sản phẩm này là nó trong suốt và nó là hai mặt, nó là keo hai mặt và nó trong suốt nha. Đây. Đấy, nó là keo hai mặt quá nhá, keo hai mặt và nó trong suốt đây này. Đấy, hai mặt dính luôn. Hai mặt dính và nó trong suốt luôn này. Đấy, về các bác lột ra các bác xài. Đó, dính vào trong suốt, con này dính cực kỳ chắc luôn, dính chắc lắm. Đấy, đây các bác nhìn này, em lôi em chút mà nó dính đầy vào tay luôn, dính chắc cực kỳ luôn. Đó thì một quặn này dài 5 mét nhá. Giá bên hôm nay em đang xả kho chỉ còn có 20.000 thôi. Đấy, 20k một cái quặn băng keo trong hai mặt nha. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đấy, con thấy không? Băng dính keo chắc lắm. Hai mặt thì có treo được bình nước 20 lít như quảng cáo hay không? Cùng mình kiểm chứng nhá. 1 2 3 4 5. Ui. Mỏi cả tay mà nó còn không rơi ra này. Bình thường anh em hay dùng cái loại băng keo xốp hai mặt như này đúng không? Dán thì cũng tạm được đấy, nhưng mà lúc bóc ra thì ối rồi ôi, keo bám dính đầy trên tường trên bàn. Cạo đi thì khó, mà không cạo thì nhìn rất là mất thẩm mỹ. Nhưng bây giờ có một cái loại băng keo hai mặt nó dính rất là chặt mà lại tiện lợi hơn rất là nhiều nhá. Anh em dùng dán ổ điện lên tường, lên bàn, dán hộp kỹ thuật chạy dây điện, dán thùng rác vào tường, dán thảm lau cố định trên sàn, treo hoa văn trang trí ngày Tết khắp nhà, hay là cố định đồ đạc giấy lau trên xe ô tô rất là chắc. Lúc không dùng tới thì vẫn có thể nột ra mà không bị bám lại keo trên bề mặt. Một cuộn thế này thì có nhiều kích thước. Đấy, rất ok nhá. Đấy thì con này nó hay ở cái điểm nữa là bình thường là các bác dùng những cái băng keo truyền thống hay là các bác dính là các bác lột ra là nó hay để lại những cái vân keo, nó rất là bẩn mà rất là khó vệ sinh. Như con này khi mà các bác dính vào bất kỳ một cái vật liệu gì các bác lột ra là nó sẽ ra cả tảng luôn, ra tất cả toàn bộ những cái băng keo ở đấy luôn, nó không bị bám dính trở lại nhá, nên là dùng rất là hay. Đấy, nói chung là nó là dòng băng keo đời mới, băng keo đời mới. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái quặn băng keo trong hai mặt siêu dính nhá. Đấy, hai mặt phải siêu dính. Một quặn này là 5 mét, giá của nó bên em đang xả kho chỉ còn có là đi 20.000 thôi các bác nhá, 20k thôi nhá. Đấy, 20k giá tốt nhất thị trường luôn. Đấy, các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nào. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay em cũng lên mã xả kho cái mã luôn. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái ổ điện U4 các bác nhá. Ổ điện U4 này, hàng của Apple, rất chất lượng luôn. U4. Giá của nó thì em báo giá luôn. Hôm nay em cũng xả cái mã luôn. Bữa trước đang bán bác là đi 90.000, hôm nay em về bác mức giá rất dễ mua. 60.000 nhá. 60k một cái ổ điện U4 nha. Mã của nó sẽ là U4. Hàng của Apple rất xịn sò. Xịn sò, hàng mới nguyên hộp luôn. Con này về các bác sạc đa năng, rất nhiều thiết bị khác nhau. Đấy, nó là một cái cục nó chỉ có nguyên cái chân sạc này thôi, nhưng mà nó rất là hay là thiết kế là sẽ có hai cái cổng chân USB và hai cái cổng chân là cái cổng chân PD hay còn gọi là cái cổng chân Type-C nhá. Đấy, hàng Apple này, iPhone 13 Pro Max này, rất ok, xịn sò ngon lành luôn. Cắm trực tiếp vào nguồn 220 là nó sẽ cấp nguồn ra thành một cái cục nha. Đấy, cái này bây giờ là cái chân này cũng khá là hiếm này, các bác mua những cái cục sạc nó rất là đắt, nhưng mà đây các bác mua một cái cục này, một cái ổ này nó lại còn có 4 cổng mà nó còn được tích hợp thêm hai cái cổng Type-C này, nên là khi các bác cắm rất là được nhiều thiết bị khác nhau. Đấy, vừa có cổng USB vừa có cổng Type-C. Đấy, cái cổng Type-C này là cắm bây giờ người ta dùng cái cổng Type-C này nhiều lắm rồi. Đấy thì các bác nó là cái dạng cổng đời mới đấy, thì các bác mua cho cái bộ này. Đấy thì một cái ổ điện U4 nha, các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái ổ sạc nó 4 lỗ hay gọi là U4 đấy. Đấy, giá của nó sẽ là 60k nhá, U4 nhá. Nhớ giúp em là mã là U4, ổ điện U4, giá sẽ là 60.000. Giá này hiện tại đang xả kho rất là dễ mua, giá rất là tốt luôn đấy. Bữa trước đang bán là như là 90.000 đấy. Hôm nay em xả cho bác có 60.000 thôi. Đấy, ổ điện U4 nhá, hàng của Apple. Giá đang gửi bác là 60k. Cái cây gãy lưng này thì hiện tại em đang bán giá bình dân thôi, 10.000 nhá, 10.000 một cái cây gãy lưng này. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây gãy lưng. Đó, em đang gửi bác là 10k một cái cây gãy lưng này, giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Đấy, về các bác dùng để gãy lưng nhá. Đấy, bình thường là những cái chỗ vị trí khó là các bác không để dùng tay các bác gãy được. Đấy thì các bác kéo dài ra. Đấy, thò về sau lưng đứa các bác dùng các bác gãy này. Con này của nó cái phần đầu nó dạng nhựa sừng nhá. Đấy, các bác gãy rất là êm, ok luôn. Đấy, có thể là thu vào và kéo dài ra được, rất tiện dụng nhá. Giá bên em đang gửi bác giá bình dân hạt rẻ, ai cũng thể mua được luôn. 10k nhá, 10k một cái cây gãy lưng nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái bộ lục giác cũng như là bộ hoa thị này. Đấy, hàng của thương hiệu JT nhá, JT Tool USA này. Đấy, thì tại vì em đang có hai mã, là một mã là
bộ hoa thị này đây đấy, bộ này nó là bộ hoa thị nhá, bộ hoa thị đầu nó là đầu hoa thị này, hay còn gọi là đầu bông ấy, trong 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 Nam người bác gọi là bộ lục giác bông ấy. Còn ở đây hay gọi là bộ hoa thị đấy, các bác cứ lên mạng em cho nó bộ hoa thị nhá, em báo giá luôn, video đang bán đồng giá cái bộ hoa thị hay là bộ lục giác bán đồng giá luôn các bác là 50k, 50.000 bộ thôi, chỉ có 50.000 một bộ, hàng của Mỹ rất xịn sò luôn, của thương hiệu JT Tun USA nhá. Một bộ này sẽ gồm có 9 cây, kích cỡ của nó từ 1.5 cho đến 10 nhá. Đấy 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Đấy sẽ gồm có là 9 cây. 50.000 một cái bộ lục giác hoa thị nha. Đấy. Còn ngoài ra thì đây có cái bộ đó là cái bộ lục giác đầu bi nhá. Đấy bộ này thì sẽ gồm chỉ nguyên đầu lục giác không thôi. Thì đây, nó cũng như bộ kia, đấy cũng là 9 cây. Đấy nhưng có cái là đầu nó khác nhau, của nó là lục giác đầu bi. Bộ này thì bên em cũng bán cho bác là 50.000. Đấy cũng đồng giá luôn là 50.000 thì các bác lấy bộ nào được. Bảo là bán cho tôi cái bộ hoa thị. Đấy bộ hoa thị này thì là 50.000, bộ lục giác đầu bi này thì cũng là 50.000 luôn các nhá. Hàng rất đẹp, hàng toàn bộ hàng của JT Tun USA. Đây. Đấy có thể mở ra này. Đấy, tất cả các kích cỡ khác nhau anh em thợ thuyền này, các bác sử dụng gia đình này cũng quá ok luôn. Một bộ này chỉ có 50.000 nhá. Đấy lấy bộ nào báo nha, hoặc các bác có thể lấy cả đội được. Về lắm lúc mình xài vì giá nó rất là bình dân thôi. Đấy, về lắm lúc xài đỡ phải đi mượn mõ anh nào cả, hoặc lắm lúc là cụt chân cụt tay, những cái đồ công cụ cầm tay này các thứ nhiều khi dùng rất là cần luôn đó. Dùng rất là cần luôn, các bác xài rất ok. 50 cao nhá, bán đồng giá luôn là cái 50.000 một bộ lục giác và hoa thị quá nhá. Bàn trải vàng, cái hộp bàn trải vàng, cái hộp bàn trải 8 cây này các bác cứ lên mã với em sẽ cái hộp bàn trải 8 cây. Rồi cái hộp này em báo giá luôn, giá thì rẻ giật mình bác luôn nhá, 30k nhá, 30k. Các bác cứ lên mã em sẽ cái hộp bàn trải, hộp bàn trải 8 cây à, hộp bàn trải 8 cây giá nó sẽ là 30.000 một cái hộp nha, 30k một hộp này nhá, sẽ gồm có là 8 cây đựng trong một chiếc hộp này, rất xịn sò nhá, hàng đóng gói rất kỹ càng luôn. Đấy, nó sẽ gồm có là một cái đầu đánh răng, một cái đầu đánh răng lông bàn trải rất là mềm đó, và một cái đầu rất hay đó là thiết kế cái đầu dạng đầu cạo lưỡi nhá, đầu cạo lưỡi bằng silicone đó, rất là êm ái ok. Đấy, thì các bác mua một được hai luôn, một đầu đánh răng một đầu cạo lưỡi về các bác xài luôn. Đó thì một hộp này là 8 cây mà giá nó bình dân, nó chỉ có 30.000 thôi là các bác biết rồi. Đấy, giá nó rất là dễ mua luôn. Đấy, giá siêu tốt nhá. Đấy, bình thường các bác mua ngoài cửa hàng hiệu, các bác mua lẻ một cái này nó phải ví dụ 15.000 một cái bàn trải, mà đây nó chỉ có nghe đánh răng thôi, mà đây là được hai chức năng, vừa đánh răng vừa cạo lưỡi nhá, mà giá nó chỉ có 30.000 thôi, một hộp là 8 cây thôi nhá, nên mãi em sẽ hộp bàn trải 8 cây 30.000 một hộp. Sản phẩm tiếp theo thì đây lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con áo mưa của thương hiệu Honda này, áo mưa choàng nhá, mưa choàng nhá. Đấy con này thì dùng rất là tiện luôn, về các bác mua về mình vứt cốp xe nhiều khi là rất là cần. Đấy chẳng may là mưa bất chợt cả, các bác có cái là mình sử dụng luôn. Giá thì em báo luôn, bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 30k nhá, 30k. Cứ lên mã thì em sẽ là áo mưa Honda. Đấy, áo mưa của thương hiệu Honda, hàng thanh lý của công ty Honda nhá. Giá thì bình dân thôi, 30k một cái áo mưa Honda nha. Đấy nó là dạng áo mưa choàng, áo mưa choàng về các bác vứt cốp xe, đấy gói gọn lên nhà, vứt trong cốp xe rất nhỏ gọn nha, mình tiện dụng. Đấy lắm lúc mình mưa bất chợt cá là có cái xài luôn, 30k một cái áo mưa Honda này. Đấy chủ yếu là chiếc áo mưa dự phòng dùng rất ok. Đây con này thì hình ảnh thực tế đó, khi mà mặc vào nó sẽ như này nhá. Đấy khi mà mặc vào nó sẽ như này đó, đây mặc vào sẽ như này. Đấy, nó sẽ che kín được trước đằng sau này, có thấy không đó, rất ok. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Nói chung là về các bác làm áo mưa dự phòng mình vứt cốp xe là quá ok rồi, nó chỉ có 30.000 nhá. Áo mưa Honda 30k một cái áo mưa Honda nha. Cái dòng bóng đôi bên em tiếp tục hàng về này, các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bóng đôi nhá. Đấy, một cái bộ bóng này thì sẽ có hai quả. Đấy, một quả công suất sẽ là 20W này và một quả công suất sẽ là 30W này đó. Thì bên em bán được combo là cả hai quả như này luôn, thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là bóng đôi. Đấy, bộ bóng đôi. Báo giá bác luôn, đang gửi bác giá cực kỳ tốt luôn, 50k một đôi nhá, 50k một cái bộ bóng đôi nha. Đấy, bao gồm là hai quả, một quả 20W và một quả là 30W nhá. Con này nó sử dụng đuôi sẽ là đuôi xoáy, sử dụng điện sẽ là điện 220. Đấy, bóng đèn led với độ sáng cao, tiết kiệm điện nhá. Cái này thì sử dụng dòng chip led siêu sáng và rất là tiết kiệm điện nhá, nên là các bác yên tâm dùng rất là hợp lý. Đấy các bác dùng gia đình bộ này cho em rất là hợp lý. Đấy, bóng to thì ví dụ như những cái chỗ nào không gian rộng có thứ rồi thì các bác lắp cho em quả to này vào. Đấy, còn những cái quả nhỏ các bác lắp những cái chỗ không gian nó hẹp hơn một chút. Đấy, nói chung nó khá là sáng nhá. Cái này em cũng đang xài mấy đôi. Đấy, em thấy ánh sáng khá là ok. Đấy, 30 và 20 nhá. Một bộ này chỉ có 50.000 thôi, giá rất bình dân hạt rẻ luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ bóng đôi nhá. 50k một cái quả bộ bóng đôi nha. Đấy, 50k.
À, 50k một bộ nhá, hai quả 50k một bộ, hai quả bong đôi, một quả 30W và một quả là 20W. Sử dụng đuôi sẽ là đuôi xoáy nhá, đuôi xoáy phổ thông, sử dụng điện 220. Rất là mới, rất là hay, đó là cái phích cắm gập của nhá, lên mã cho em cái phích cắm gập. Tại sao nó gọi là phích cắm gập thì đây, bình thường thì nó là một chiếc phích cắm sẽ thẳng nhá. Đấy, còn nếu mà các bác muốn gập thì các bác sẽ gập nó vào đó thì nó sẽ gập được một cái góc vuông 90 độ nhá. À, hàng này của nó thì sẽ là hàng chân dẹt nên là rất là phù hợp. Ví dụ như các bác nào hay dùng những cái phích điện chân dẹt, đặc biệt là những cái phích mà hàng Nhật bãi ấy, là chuyên dùng, chuyên bên đấy người ta chuyên dùng chân dẹt nên là các bác mua con này cũng có thể là cắm được luôn. Đấy, và chân của nó sẽ là chân khâu đồng 100% nhá. Đấy, chân khâu đồng 100% rất xịn sò. Công suất của nó chịu tải lên đến là 16A. Đấy, mắc là 250V nhá, cực kỳ là trâu bò luôn. Đấy, và rất chắc chắn nhá. Và nó có thể gập nha. Đấy, những cái vị trí mà khe khía các thứ giờ. Đấy, bình thường là các bác hay cắm thẳng này nó rất là tốn diện tích nhá. Ví dụ các bác có đẩy sát cái tủ vào chẳng hạn, đấy thì nó sẽ bị vướng cái phích này. Thì đây, bây giờ các bác mua cho cái phích này về các bác thay vào thì các bác sẽ gập vào thì nó sẽ úp vào này, thì nó sẽ tốn được một, sẽ tiết kiệm được ít diện tích. Các bác có thể là đẩy sát cái phần tủ của các bác vào này, rồi những cái chỗ vị trí các bác sắp xếp đồ thì nó sẽ cắm sát vào tường hoặc là những cái chỗ ổ điện nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy thì nó sẽ có thể gập vào này. Còn nếu các bác muốn dùng thẳng thì các bác đẩy nó ra. Đấy, còn không thì các bác muốn gập thì các bác gập nó vào này là các bác cắm thôi. Đấy, chân của nó sẽ là chân đồng nên là cái phần tiếp xúc nó rất là tốt nhá, nên là yên tâm. Đấy, không lo mô ve chập cháy nhá. Hàng chống va đập, chống vỡ, chống cháy nhá. Giá thì bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Đấy, phích cắm gập nó có thể gập vào một góc 90 độ nhá. Đó. Giá nó hiện tại em đang bán sẽ là 15k một chiếc nhá. 15k một chiếc. Chân của nó sẽ là chân dẹt và chân là chân đồng nhá. Đấy, 15k một chiếc phích cắm chân dẹt này, rất tiện dụng. Đấy, nó có thể gập vào nhà các bác nhá. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Phích cắm gập. Đó, đang gửi bác là 15k một cái phích cắm gập nha. Đó, 15k một chiếc. Đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm này. Đấy, bình thường này. Đấy, những cái chỗ vị trí khó ấy là các bác rất là đấy, ví dụ như những cái phần kê tủ rồi. Đấy thì về các bác đấu cho em cái này vào. Đấy, đấu nó vào. Sau đó các bác lắp vào này, đấy các bác có thể gập vào, đó, ví dụ những cái phần tủ tỉ cái thứ là các bác kê vào, đấy, các bác gập nó vào rất là gọn gàng, ok, đấy, đẩy sát tường thoải mái nhá, vô tư không lo nó, đấy các bác nhá, đây. Của bạn đi, đây là chiếc phích cắm có thể xoay chiều 90 độ, không tốn diện tích nhiều, thuận tiện cho việc quản lý dây điện và sắp xếp đồ đạc. Hơn nữa, việc tháo lắp cũng rất dễ dàng bởi có hệ thống dây dẫn ổn định và không dễ rơi ra. Cửa hàng đang giảm giá 50%, anh chị hãy nhanh tay đặt hàng để nhận ưu đãi ạ. Đó, rất là hay nhá. Đấy, nó có thể là gập lại này. Đấy, ví dụ như cái phần khe tường các bác muốn kê một cái tủ vào đấy ạ. Đấy, các bác gập vào là nó sẽ bị kịch cái phích bình thường. Còn cái phích này đó các bác gập xuống này. Đó, nó rất là ok luôn. Gập vào nó rất là tiết kiệm diện tích nhá. Các bác có thể là kê tủ tiếp vào thoải mái chứ, không lo bị vướng quá nhá. Rất là hay. Đó, nó có thể gập gọn vào, gập một góc 90 độ nhá. Đó, rất là hay. À, 15k một chiếc phích cắm gập nhá, 15k một chiếc. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, một cái mã hàng cũng rất là mới, rất là hay. Đó, liên quan đó đến cái tấm liên quan về view nhà tắm tiếc này. Đấy, hoặc là những cái chỗ nào trơn trượt thì các bác mua cho em cái tấm này về. Nó là cái tấm dạng cái tấm silicone. Đấy, cái tấm silicone. Nó là cái tấm trải sàn chống trơn trượt nhá. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái tấm trải sàn chống trơn trượt đây. Ở dưới này có những cái phần mút để nó ôm sát vào sàn này. Còn bên trên này thì là những cái phần lỗ này, lỗ thoát nước cũng như là những cái lỗ lồi lên, gai lên để nó chống trơn trượt nhá. Đấy. Ví dụ như là sàn nhà tắm các thứ nhà mình nó bị ta bị trơn trượt này. Đấy thì các bác mua cái tấm này về các bác giải cho em nhá. Các bác giải cho em, rất ok luôn. Con này kích thước của nó thì sẽ là 35 nhá. 35 là chiều rộng nhá. 35 là chiều rộng và 70 là chiều dài. 35 x 70 nhá. Giá thì em báo giá luôn, đang gửi bác là 60.000 một tấm này. 60k một cái tấm trải sàn chống trơn trượt nhá. Lên mã em sẽ được cái tấm trải sàn chống trơn trượt. Đấy. 60.000 một tấm thôi. Đấy, con này khá là to, ví dụ như nhà tắm này các bác khoảng tầm 2-3 tấm thôi là em nghĩ là thoải mái rồi. Mình chủ yếu mình lót những cái chỗ đường đi lối lại rồi, những cái chỗ mà mình ngồi tắm các thứ là mình đứng mình tắm ấy, nó hay bị trơn trượt thì các bác mà mua cái tấm này về các bác trải ra. Đấy, để cho nó đỡ trơn trượt nhá. Đấy, tránh tình trạng trơn trượt xảy ra. Giá đang gửi bác là 60k một tấm nhá, 60k một tấm. Lên mã em sẽ là tấm trải sàn chống trơn trượt. Kích thước của nó sẽ là 35 x 70, rất là to đấy, 35 x 70 mà. Các bác giải vài ba tấm thôi là cũng kín xung quanh cái khu vực mình sử dụng rồi. Đây, các bác cùng xem này. Chuẩn bị một tấm thảm chống trượt này để đảm bảo an toàn cho cả gia đình khi tắm. Miếng silicone với các lỗ phân bổ đều khắp đáy sẽ bám chặt vào mặt sàn không bị trượt hay xê dịch khi gặp nước. Thiết kế các mặt lỗ lồi cũng giúp massage chân hiệu quả khi tắm. Đấy, thấy không? Rất ok nhá. Các bác đi vào nhà tắm thì hay bị ngã này. Ấy, thấy không? Rất nguy hiểm nhá. Thì các bác mua chân con này về các bác giải ra. Đấy, giải vào nhà tắm nhà mình nhá. Đấy, đặc biệt là người già trước là chân tay đi hay cứ hay lạo khoạng ấy. Đấy, rất là nguy hiểm. Đấy, các bác mua về này về. Các
các bác giải nó lên sàn, vừa chống trơn trượt này đấy, rồi là vừa sử dụng ok. Cái này thì các bác có thể là tự do thoải mái, lúc nào dùng được các bác giải xuống, lúc nào không dùng thì mình có thể lột ra mình giặt rồi mình phơi lên đấy, rất là hay nhá. Đấy, nói chung là nó tùy cơ ứng biến, tùy cơ ứng biến đó. Giá đang gửi bác là một cái tấm trải sàn chống trơn trượt này, kích thước là 35 x 70, giá đang gửi bác là 60.000 một tấm nhá, 60.000 một tấm. Hôm nay theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái cây đèn móc khóa rất nhỏ gọn nha, giá định rất nhỏ luôn, giá chỉ có 40.000 một cây thôi, cực kỳ sáng luôn, siêu sáng nhá. Đấy, và cái này nó có thể sạc tích điện được này. Mới nguyên hộp này, đi kèm thì sẽ gồm có là một cái cọng dây cáp sạc nhá. Đấy, và đây là cái con đèn chính này, nó rất là nhỏ gọn, nó chỉ bằng hai ngón tay em này, rất nhỏ gọn luôn, các bác rất tiện dụng mang đi chỗ nọ chỗ kia. Đấy, cái con này rất là hay, nó có cả cái nam châm hít này. Đấy, có cả nam châm hít luôn nhá. Đấy, các bác để những cái chỗ mà sát chiếc các thứ là ok. Đây, em hít cho bác coi. Đấy, nó có nam châm này, nó hít rất ok. Đấy, cái này nó không phẳng nên hít nó không chặt mấy. Đó, đây. Đấy, các bác có thể là hít nam châm này, rồi là móc đeo chìa khóa này, khui bật bia này. Đấy, đây là cái phần móc đeo chìa khóa này. Đó, đằng bên hông này thì sẽ có là cái nút bấm bật đèn này, một cái bên hông bên này thì là cái phần để các bác cắm sạc nhá. Đấy, khi mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây cáp này các bác cắm vô đây, và cái đầu còn lại thì các bác cắm trực tiếp vào cái củ sạc nhà mình, hoặc là cái cục sạc điện thoại ấy, nguồn 5V đấy, là các bác có thể sạc cho cái đèn này ok rồi. Đó, đèn này siêu sáng luôn, rất nhiều chế độ sáng nhá, 1 này 2 này 3 này, đấy, 3 chế độ sáng nhá, có cả nháy cảnh báo SOS này, đèn siêu sáng luôn, nhìn các bác nhìn chói mắt luôn nhá. Bình thường các bác nhìn ở ngoài chói mắt luôn đấy. Đây em đang quay trong video đó, các bác nhìn ngoài chói mắt luôn, nó sáng kinh khủng khiếp luôn. Đấy, con này nó rất nhiều những cái mắt led này. Đấy, mắt led này là rất là sáng luôn, sáng siêu sáng luôn nhé, sáng cực kỳ luôn, sáng lắm. Một nhỏ gọn này rất là sáng. Đấy, về các bác mang đi chơi đi du lịch này, rồi anh em thợ thuyền sửa chữa này, rất nhỏ gọn này, mình bỏ túi, đôi khi mình cần những con ánh sáng để mình sửa chữa đồ đạc cũng rất hay luôn. Ngoài trời tiện cho việc di chuyển mang đi mang lại rất ok. 40k một chiếc nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái sản phẩm là cái cây đèn móc khóa nhá, đèn móc khóa nhỏ gọn tiện lợi, dễ sử dụng mà siêu sáng luôn. Đèn móc khóa này, đèn móc khóa bên em đang gửi bác giá sẽ là 40k. Đấy, 40k một chiếc đèn móc khóa nhá, 40k một cây. Đấy, 40k một chiếc, rất nhỏ gọn và rất là sáng luôn nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây cò ga trắng này. Đấy, có phần đánh lửa tự động nhá, điều chỉnh ga to nhỏ này. Đó. Hàng này thì bên em sẽ hàng lõi đồng nên về các bác xài rất là bền. Đấy, về các bác dùng để lắp vào bình ga mini các bác xài, mình kho đồ các thứ là đánh lửa, mồi ga, mồi củi rất tiện dụng luôn, mà giá là rất bình dân nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây khò ga trắng nhá, bên em đang gửi bác một cái cây khò ga trắng này, chỉ có 40k một cây thôi, 40.000 một cái cây khò ga trắng này, có đánh lửa tự động này, điều chỉnh ga to nhỏ này. Đấy, về các bác lắp vào bình ga mini thì mình là chỉ việc xài thôi. Đấy, không cần phải mồi miếc gì, lõi đồng nên là dùng rất là bền luôn, 40k một cây nhá, giá rất hạt rẻ bình dân luôn, 40k một cây khò ga trắng nhá. Cứ lên mã giúp em sẽ được cái cây khò ga trắng. Đấy, đánh lửa bật cứ kêu đến tách tách luôn, khò ga thì êm ru luôn, ngon lành. Đấy, chắc chắn về các bác sử dụng xài ok, 40k một cây. Bộ bài vàng này, đấy, bộ bài vàng nhá, bộ bài vàng rất là ok. Đấy, bộ này bên em bán khá là nhiều này. Đấy, giá cũng rất hạt rẻ bình dân luôn. Đó, lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bài vàng nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái bình xịt dầu nhớt này. Cái này thì rất là hay, nói chung là gia đình nào nên cũng nên có một cái bình nha, về rất là tiện luôn các bác, về châm dầu châm nhớt đây. Hoặc anh em thợ thuyền ấy, mà các bác làm xưởng máy may thứ là các bác cho dầu cho nhớt, các bác thi thoảng mình phun vào những cái chi tiết máy thứ là bôi trơn các thứ. Cái con này rất hay là cái phần ống các bác có thể bẻ cong đi. Đấy, những cái chỗ vị trí góc khuất các bác vẫn có thể là các bác xịt được. Đấy, rồi là tay bóp rất nhẹ nhàng ok luôn. Thân bình thì toàn bộ bằng kim loại nhá. Đấy, các bác xoáy ra châm dầu châm nhớt đây, sau đó các bác lại cho vào đây, nó có cả cái phần lọc dầu cặn các thứ này. Đấy, rất là hợp lý luôn. Báo giá bác luôn nhé, bên em đang gửi bác một cái bình xịt dầu nhớt này với giá sẽ là 40k. Lên mã giúp em sẽ là cái bình xịt dầu nhớt này, xịt dầu nhớt đang gửi bác là 40k một cái nhá, 40k một cái bình xịt dầu nhớt này, có thể bẻ cong uốn cong phần đầu vòi rất ok, 40k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái phích cắm chân dẹt này. Đấy, em báo giá luôn, bên em đang gửi bác một cái chiếc phích cắm chân dẹt này với giá là đi 10k một cái nhá, 10k thôi, chỉ có 10.000 một cái phích cắm chân dẹt. Phích này đang xả kho giảm giá nhá, chân của nó toàn bộ chân đồng. Đấy, bác nào mà hay dùng những cái ổ điện Nhật các thứ ra, các bác mua con phích dẹt này về cắm là đúng bài luôn, vì toàn bộ là phích ổ điện Nhật, người ta hầu như toàn chơi là chân dẹt nên rất là khó. Đấy, các bác mua cái phích này về các bác cắm này. Đấy, cắm ổ điện Nhật là hợp lý luôn, 10k một cái nhá. Về các bác chỉ việc mở nắp đấu dây là các bác xài thôi. Đấy, dòng này thì chống va đập, chống cháy nhá, chống vỡ rất là hợp lý luôn. 10k một cái phích cắm chân dẹt nhá, lên mã giúp cho em sẽ là phích cắm chân dẹt 10k,
chân của nó sẽ là chân đồng nhá, 10k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng rất là hay, đó là cái bộ kéo cắt cành trên cao. Bộ này thì sẽ bao gồm là một đầu kéo để các bác cắt cành trên cao và một cái bộ cưa nhá, một cái đầu cưa rất tiện dụng luôn. Đấy, cái này về các bác chuyên dùng để các bác sử dụng, các bác cắt rồi là các bác cưa những cành ở trên cao nhá. Đấy, một bộ sản phẩm đầy đủ dây dợ thứ như này đó, về các bác lắp đặt và các bác xài thôi. Đấy, bên em bán là, em nói luôn là nhiều bác hỏi là không có kèm cán, em nói luôn là bộ này không có cán lắm nhá. Đấy, về thì các bác tự kiếm cán các bác tra vào. Đấy thì ví dụ về các bác kiếm một cái thân cán nào đó các bác về các bác tra vào. Đấy thì về lưỡi cưa được các bác lắp vào đây. Đấy, lưỡi cưa các bác lắp đây nó có ốc vít sẵn rồi. Về các bác tháo là lắp vào đây. Đấy là đây, quay cái lưỡi cưa ra. Đấy, và đây là cái lưỡi cưa. Đấy ví dụ những cái cành là to thì các bác dùng cái lưỡi cưa này. Lưỡi cưa thép S5 cực kỳ sắc bén nhá, rất là ngọt luôn. Và một cái phần này là cái phần lưỡi kéo này. Đấy, phần lưỡi kéo này về các bác đu cái dây vào đây. Đấy, đu cái dây vào đây. Đây ở đây nó có cái hệ thống dòng dọc các bác kéo này. Đấy, mỗi lần các bác kéo thì nó sẽ nghiến đứt cái cành trên cao bác nhá. Đấy, nghiến đứt cái cành trên cao bác rất tiện. Đây này. Đấy, thì các bác kéo này. Kéo này. Đấy các bác đu cái dây vào đây này, các bác kéo nó xuống này. Đấy, để các bác cắt nhá. Ở đây nó có cái lò xo này. Đấy, thì khi mà cắt xong thì nó sẽ đàn hồi trở lại nhá, rất hay luôn. Đấy, đấy là về cái phần mục kéo, còn đây là cái phần mục cưa. Đấy, full combo một cái bộ này bao gồm là cả kéo cả cưa. Đấy, thì về các bác kiếm cho một cái khúc que xào các bác chọc vào đây, sau đó là các bác có thể là mình cắt những cái cành ở trên cao rất là hay luôn. Đấy. Một cái bộ này thì bên em đang gửi bác giá sẽ là 130.000 một bộ nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ cưa kéo cắt cành trên cao. Đấy. Kéo cắt cành trên cao nhá, cứ lên mã giúp em sẽ là kéo cắt cành trên cao này. Kéo cắt cành trên cao. Đấy, cả cưa cả kéo cắt cành trên cao nhá. Giá thì sẽ gửi bác là 130.000 một bộ thôi, 130k một bộ này. Giá rất bình dân hạt rẻ, bao gồm là cả dây, cả lưỡi cưa, cả lưỡi kéo một bộ này luôn là 130k một bộ. Đấy là một bộ trên hình các bác đang coi nhá. Đấy là 130k. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Con này thì cắt rất là hay, rất là tiện mà nó cắt rất là ngọt luôn. Đây các bác cùng coi này. Đây. Xin chào bà con cô bác. Để phục vụ bà con nông dân thuận tiện trong quá trình chăm sóc vườn, em xin giới thiệu các bác sản phẩm kéo cắt cành trên cao. Đấy, về các bác kiếm cái khúc gỗ, khúc cây các bác luồn đây. Cao cành muốn thì các bác chọn lại rồi siết chặt vít vào. Lưỡi kéo bén nên cắt rất nhanh. Đó, còn đây ông cắt rất ngọt nhá. Đó. Cây là to quá thì mình cưa. Xin chào bà con, cô bác. Đấy, các bác cùng xem lại một lần nữa này. Đấy, đi về các bác luồn dây vào nhá. Đấy, sau đó các bác kiếm một cái que xào các bác chọc vào cái lỗ này, siết cái ốc vào. Đó, lắp lưỡi cưa thứ đầy đủ ngon lành vào. Đấy, lắp dây vào và các bác chỉ việc đứng dưới các bác kéo thôi, rất tiện dụng luôn. Đấy, những cái cành nhỏ này thì các bác cắt này. Những cái cành to thì mình dùng cưa mình cưa, rất ngọt ngào luôn. Ok luôn. Đấy. 130k một bộ thôi, giá rất hạt rẻ mà dùng rất là tiện. Đấy, cho các bác dùng cắt những cái cành trên cao mình đỡ phải leo trèo nguy hiểm. Đó, mình chỉ việc đứng dưới dùng cái này mình cho lên sau đó mình cắt thôi. 130k một bộ nhá. Rồi các mã hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ kéo cửa tự động này. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ kéo cửa nhá. Đấy, bộ kéo cửa rất hay luôn. Về các bác lắp vào cái cửa nhà mình. Rất là tiện dụng. Đấy, mỗi lần ví dụ các bác hay có phải hay đóng kéo vào rất là mất công. Đấy, nhưng khi mà các bác lắp bộ này vào là tự động là nó sẽ đóng cửa vào cho bác luôn, rất tiện dụng. Đây thì cái nguyên lý động thì về các bác kết nối cái bộ này cùng với lại vào cái bản lề này. Đấy, còn phần lại có bác quặc cái cửa này, khi mà các bác đẩy cái cửa ra, đấy quặc đây, khi mà các bác đẩy cái cửa ra thì nó sẽ kéo dây ra, còn khi mà các bác để không thì tự động là nó sẽ thụt cái dây này vào. Đấy, đây này. Đấy, cái dây này là nguyên lý động, nó kiểu dạng dây cót này, nó sẽ tự động nó thu cái dây này vào nhá. Đó, tự động nó thu dây vào. Và cái lực thu nó rất là mạnh luôn. Nên là cửa to cửa nhỏ là các bác có thể chơi được hết luôn nhá. Đấy, đi kèm nó cả một cái miếng nhựa nữa. Đấy, để các bác xài nhá. Đó đi em báo giá luôn, lên mã giúp em sẽ là cái bộ kéo cửa nhá. Đấy, bộ kéo cửa một bộ này thì bên em đang gửi bác giá chỉ có là đi 50k bộ thôi. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ kéo cửa. Đấy, bộ kéo cửa này. Bộ kéo cửa tự động này. Kéo cửa nhá. Bộ kéo cửa tự động. Giá của nó sẽ là 50k một bộ nhá. 50k một bộ kéo cửa này. Đấy, nó nguyên lý hoạt động của nó là như thế đây. Các bác cùng xem công dụng thực tế về sản phẩm các bác cùng coi này đây. Đấy. Đó thì về các bác lắp đặt vào này, một phần này các bác cái cục thì các bác dán vào hộc cửa này, còn cái phần còn lại các bác dính vào. Đấy, khi mà các bác đẩy cửa này, đó tự động là nó sẽ kéo nó đóng vào luôn. Các bác không cần phải đóng nhá. Đấy, tự động nó kéo nó đóng vào luôn nhá. Nhà hay có trẻ con hoặc là ví dụ như hay có động vật các thứ ra. Nó nhiều khi các bác quên đóng cửa rất là nguy hiểm thì các bác mua cái bộ này về. Đấy. Là khi mà mình đi ra cái là tự động nó sẽ kéo nó đóng chặt vào luôn. Đấy, cho cái này dùng cho được cho cả cửa đẩy hoặc là cửa lùa đều được nhá. Đấy, cửa đẩy hoặc cửa lùa đều được hết luôn. Đấy, các bác cùng xem kỹ lại một lần nữa này. Đó, quặc vào.
đẩy vào cái này, đẩy ra này, đấy tự động nó sẽ kéo vào này, đó đẩy ra cái này, đó tự động nó sẽ thu vào, rất hay luôn, sử dụng rất là thực tế nhá. Đây đó, đấy cửa luôn được đóng khít, muỗi khó bay vào, gió điều hòa khó thoát ra, bảo vệ con nhỏ hay động vật bò ra ngoài khỏi tầm mắt, lắp đặt đơn giản không khoan đục. Đấy. Nói chung là cái con này lắp đặt đơn giản, là không cần phải khoan đục gì ở đây, vì đây nó có cả những cái miếng băng dính sẵn rồi này, về các bác chỉ việc bóc qua các bác dính vào là xong. Đó đi, chỉ việc kéo ra, đấy kéo ra còn tự động là sẽ thu vào nha, đấy tự động nó sẽ thu vào này, đó nó thu vào, đó đấy, rất hay luôn nhá. Đó 50k một bộ kéo cửa tự động nhá, 50k một bộ. Tiếp theo thì bên em về tiếp tục cho bác cái mã pin 18650 này về các bác sử dụng này, đấy, thiết bị máy móc các thứ bây giờ rất nhiều những cái thiết bị nó sử dụng cái pin này, đấy dòng pin 18650 nhá, dòng này thì hàng của hãng luôn nhá, Ultiflash này, đấy cơ dung lượng pin sẽ là 6800 mAh, đấy, cái công suất pin sẽ là 3.7V một viên nha. Đó, đầu âm đầu dương ok luôn, về các bác lắp đặt vào những cái thiết bị nó sử dụng cái pin này rất là nhiều. Cái pin này thì nó là dòng pin khô, đấy, pin sạc tích điện nha, khi mà hết pin thì các bác lại có thể là cắm vào các bác sạc, đấy, sạc đầy pin thì mình lại mang ra mình dùng, đấy, dùng đầy thì mình lại dùng hết rồi thì mình lại mang vào mình sạc, đấy, nó có thể tái sử dụng được nhiều lần nhá. Và cái dòng này thì cái pin nó rất là trâu và cái thời gian tích điện nó rất là lâu, nói chung là sử dụng rất là hay luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái pin 18650. Bên em đang bán lẻ một viên như này là 20k một viên nhá. 20k một viên pin 18650 nha, 20k một viên thôi. Giá rất hạt rẻ mà dùng rất là hay. Đó, pin 18650 nhá. 20k một viên nha. Đó. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng, đó là cái cây cà lê 8 đầu này, lên mã sẽ là cái cây cà lê 8 đầu nhá. Cây này thì giá rất bình dân, sẽ là 90.000 một cây nhá, 90k. Một cây cà lê 8 đầu này, 90k một cây. Dùng rất là tiện dụng luôn. Đấy thì một cái cây cà lê này nó sẽ gồm có là 8 đầu có nhá, 8 đầu khác nhau. Đó, 8 đầu cà lê khác nhau. Đầu nhỏ nhất sẽ là đầu sao nào? Đầu nhỏ nhất của nó sẽ là đầu 8 nhá. Đầu nhỏ nhất sẽ là đầu 8 và đầu lớn nhất của nó sẽ là vào đầu 19 nhá, 19. Đấy, bên này là 19 này, 17 này, 16 này, 14 này. Đấy và bên này thì sẽ có là 8 này, 10 này, 11 này và 13 này. Đấy, những cái đầu phổ thông nhất, những cái đầu phổ thông nhất hiện nay. Đấy thì cái con này các bác có thể là xoáy đa năng các loại ốc luôn, từ 8 cho đến 19 nhá, từ 8 đến 19 thì nó sẽ có hai đầu. Đấy, các bác xoáy các loại ốc đa năng. Đấy, dùng cho anh em thợ thuyền, các bác sử dụng gia đình rất là hợp lý luôn. Một cái cây cà lê 8 đầu đa năng. Đấy, mỗi bên là 4 đầu nhá. 90k một cây thôi, giá rất hạt rẻ luôn. Toàn bộ thì nó là dòng thép CRV nhá, siêu cứng cáp dày dẫn luôn. Lên mã cho em sẽ là cái cây cà lê 8 đầu đang gửi bác là 90k một cây nhá, 90k một cây. Đấy, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đấy, bán rất là nhiều các rồi. Các bác đi sửa chữa máy móc mang một đống cà lê đi, lung tung tìm kiếm mất thời gian. Với chiếc cà lê 8 trong một kiểu mỹ này giúp các bác vừa tiết kiệm chi phí, thời gian tìm kiếm đồ, vặn được tất cả bu lông ốc vít với đủ loại kích thước, thao tác dễ dàng, không đòi hỏi quá nhiều sức lực. 48 công cụ chỉ trong một chiếc cà lê, không phải mất công tìm cà lê phù hợp vặn ốc, quá tiện lợi các bác ạ. Đấy, thực tế về sản phẩm nha, rất tiện dụng luôn. Đấy. 8 trong nói chung là 8 trong 1 luôn, 8 trong 1 đầu như chiếc cà lê này. Lên mã em sẽ cái cây cà lê 8 đầu, 90k một cây nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái túi da du lịch này. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái túi da du lịch nhá. Đấy, túi da du lịch. Chuyên dùng cho bác đi du lịch, đi chơi, đi công tác, cái thứ này các bác đựng đồ này rất ok. Giá em báo luôn 130.000 một cái túi này. Kích thước của nó sẽ là 50 x 30. Đấy, nhân với 30 nhá. Đấy. 50 nhân dài 50, rộng 30, cao 30. Giá của nó sẽ là 130.000 một cái túi da du lịch nha. Con này thì chất liệu của nó toàn bộ bằng da nhá, toàn bộ bằng da, nhìn rất là sang trọng, lịch sự. Các bác đi chơi, đi du lịch, đi công tác, các bác đựng đồ cho em rất ok luôn. Đấy, con này thì nó có hai chế độ dùng. Các bác có thể vừa dùng, các bác dùng để sách này. Thứ nhất các bác dùng để sách, thứ hai là các bác có thể dùng để đeo chéo qua hông. Các bác xài thì bên trong nó sẽ có đi kèm ra một cái dây nữa, thì về các bác có thể đeo vào. Ở đây nó có cái khuy đeo dây này. Còn bình thường là cái con túi này nhìn sách thì nó sẽ đẹp hơn. Đấy, con túi nhìn sách nó sẽ đẹp hơn. Đây, con túi rất đẹp luôn. Đấy, các bác đi chơi, đi du lịch, đi công tác cho em nhá. Da nó cũng cực kỳ đẹp, cái chất da bóng đẹp mềm, dùng thích lắm. Con này một cái hay của nó nữa là nó có một cái ngăn riêng là các bác đi chơi, đi du lịch, công tác ấy, và các bác hay có những cái ví dụ như những cái đôi giày mà nó bẩn đấy, hoặc là quần áo bẩn, các bác để riêng vào cái ngăn này cho em. Đấy, để riêng mấy ngăn này cho em. Còn cái ngăn chính thì các bác đựng đồ. Một cái túi này thì các bác đựng được khá là nhiều đồ luôn. Ví dụ như cái bộ quần áo mùa hè ấy, giờ thì như mùa này đang mùa hè, các bác đựng thì chắc phải khoảng tầm 5-7 bộ, chục bộ luôn. Đấy, đựng thoải mái cho em luôn. Rộng to lắm, 50 cơ mà. Dài của nó là 50 mà.
rộng 30, cao 30 nhá. Đấy, và có phần tay sách phụ kiện đầy đủ luôn, là 130.000 một cái túi nhá, 130.000. Đấy, các bạn nhìn này, sách đi này, nhìn quá chất, quá đẹp luôn. Đấy, bóng đẹp, da đẹp lắm, nhìn quá ok. Đấy, đấy các bác cùng xem tiếp video về sản phẩm này. Đấy, túi lên form lên dáng nhìn rất đẹp nhá. Đấy, chống nước ngon lành luôn, có một ngăn để giày này. Đấy, các bác đựng cực kỳ nhiều quần áo luôn, các bác nhìn này, cả đống quần áo luôn. Đấy, đựng những cái đồ cá nhân thứ dạng thoải mái chỗ để luôn. Đấy, mang đi du lịch đi chơi, khóa khiếc các thứ ngon lành nhá. Đấy, khóa khách ngon lành. Đấy, các bác nhìn người mẫu này, người ta xách lên nhìn rất đẹp, nhìn rất là quý tộc, nhìn rất là chất lượng luôn. 130.000 nhá, túi da du lịch 50 x 30 x 30 nhá. Đấy là kích thước của nó. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cái mã hàng, đó là cái mũ chống nắng này. Các bác lên mã cho em sẽ cái mũ chống nắng nhá, em báo giá luôn. Một cái mũ thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 50k nhá. 50k một cái mũ chống nắng nhá. Đấy, 50.000 một cái mũ chống nắng nhá. Con này là rất là hay, đặc biệt là cho các bác hay ở ngoài đường nhiều. Đấy, nắng nôi các thứ thì các bác mua cho cái mũ này về nhá. Cái con này hay của cái sản phẩm này là cái phần vành mũ này, nó chìa ra rất là nhiều luôn, nên là nó chặt chắn được cái phần nắng được rất là nhiều, để nó bị hắt vào mặt của các bác ấy là nó chặt chắn được rất là nhiều vì cái phần vành mũ nó thò rất nhiều. Thứ hai là ở cái phần đằng sau là nó có một cái tà rất là dài, đấy, nó sẽ che kín cái phần gáy cũng như cái phần lưng của các bác nhé, để những cái tia nắng nó không bị chiếu vào cái phần nắng, phần lưng, phần gáy, đặc biệt là cái phần gáy chiếu vào rất là khó chịu nhá, rất là rát luôn. Đấy, và ở phần mũ này nó thiết kế nó có cái phần lưới này, khi mà các bác đội rất là thoáng, không bị ôm, không bị bí đầu. Đấy, và một cái hay nữa của nó là có thiết kế đằng trước này là một cái phần chùm mũi, chùm mũi, chùm mặt đấy. Đấy, chùm cái phần mũi mặt chỉ để hở ra hai con mắt thôi, là các bác có cái phần chùm này thay khẩu trang luôn, quá ok. Và một cái dây đeo nhé, một cái dây đeo để các bác khóa hãm vào. Đấy, ví dụ các bác đi gió đi máy là không lo nó bị bay mũ đấy nhá. Đấy, một chiếc mũ thiết kế rất là đẹp, chất lượng luôn, chất liệu 100% vải cốt tông, độ cực kỳ mát và che được rất là nhiều nắng luôn, nói chung độ mát lắm. Đặc biệt các bác đi các bác hay phải lao động qua thứ ngoài đường, độ cho em con này rất ok. Mũ chống nắng nhá, các bác lên mã cho em sẽ là mũ chống nắng, giá bên em là gửi bác là 50.000 một cái mũ chống nắng này. Đấy, 50.000 cái. Đây các bác cùng xem thực tế cái sản phẩm hình ảnh người mẫu là đội này. Đây các bác nhìn này, đấy, lên form có thứ rất đẹp luôn nhá. Đấy, che đằng trước đằng sau rất ok, các bác nhìn này. Đấy, khi mà đeo quả kính này vào là nó kín mít luôn nhá, các bác nhá, kín mít luôn. Đây các bác nhìn này, đấy, rất đẹp luôn các bác nhá, cực kỳ đẹp, ok luôn. Đây, đấy, lên form lên dáng nhìn rất là đẹp, và cái phần tà trước tà sau nó che kín cái phần đầu của bác luôn. Đấy, tránh tình trạng là đây, tránh tình trạng là các bác bị nắng nó chiếu thẳng vào đầu gây khó chịu nhá. Đấy, rất ok. Đấy, đeo khẩu trang lên là kín ngon lành luôn. Giá nó bình dân thôi, chỉ có 50.000, các bác tội gì các bác không mua, mua về các bác sử dụng. Đi làm mua một con này về các bác đội vào đỡ nắng nôi này. Đấy, mình làm là mình quan tâm đến sức khỏe của bác nhau nhá. 50k một cái mũ chống nắng nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang, đó là cái chai xịt chống thấm này. Đấy, một chai này là có dung tích là 450ml nhá các bác nhá. 450ml, và em báo giá luôn. Cái chai xịt chống thấm này bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 40.000. Đấy, về các bác có những cái chỗ nào nó đang bị nứt nở các thứ nào các bác xịt trực tiếp cho em. Đấy, những cái chỗ phần khe kẽ là nó bị nứt nở, nó thấm nước vào. Thì con này trước khi các bác xịt các bác vệ sinh sạch sẽ đi, và các bác chọn hôm nào thời tiết nó thật là nắng ấy, nắng nó khô ráo, các bác xịt cho em nhá. Đấy, để trong vòng khoảng tầm từ 24 cho đến 48 tiếng, sau đó là nó sẽ chết keo và nó sẽ khô đi, và nó sẽ chống thấm rất là tốt luôn, chống thấm chống rột rất ok. Đấy, phần khe kẽ nó bị nứt nhức thứ rồi đó, thì các bác xịt tiếp cho em. Thì trước khi xài các bác nhớ cho em lắc thật đều nhá. Đấy, lắc thật đều. Đấy, ở đây nó trong này nó có mấy viên bi này, lắc thật đều cho em nhá, nhớ cho em là lắc thật đều, sau đó là các bác dùng, các bác cứ xịt thẳng vào cho em. Đấy, bóp các bác xịt thẳng vào cho em là các bác xài, nhớ cho em là lắc đều, vệ sinh cái chỗ cần xịt vào trước khi các bác xịt nhá. Đấy, để trong vòng từ 24 cho đến 48 tiếng là ok. Giá của nó thì bên em đang gửi bác là 40.000 một chai xịt chống thấm nhá. Một chai này có dung tích là 450ml nhá. 450ml đây các bác cùng xem cái video sản phẩm này. Chống thấm rột trên mọi bề mặt chất liệu, hiệu quả lên đến 10 năm. Chống thấm rột mái tôn, mái ngói, máng xối, trần nhà, xử lý các vết nứt tường nhà, sân thượng, chống rò rỉ các loại đường ống, xử lý các vết nứt, vỡ, thủng trên các đồ vật khác, đặc biệt hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc, nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tiết cực tím bất chấp nắng mưa, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay, đặt hàng ngay để nhận ưu đãi. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, chống thấm rột trên mọi bề mặt luôn, rất ok. Đấy, mà những chỗ nào nó bị nứt rột các thứ các bác xịt trực tiếp cho nó ok. Đấy, đợi trong vòng 24 trong 48 tiếng là nó sẽ khô là ok.
40.000 một chai xịt chống thấm nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con tăng đơ dòng vàng này. Lên bác em sẽ cái cây tăng đơ dòng vàng nhá, em báo giá bác luôn. Giá thì cũng rất hạt rẻ bình dân thôi. Đấy, về các bác mùa hè này, các bác cắt tóc này, cho trẻ em, người lớn, người già các thứ là tất cả mọi người cắt ok luôn nhá. Báo giá bác luôn, lên mã cho em sẽ là tăng đơ dòng vàng. Giá của nó em báo luôn 100.000 một chiếc tăng đơ này. Đấy, 100.000 là đầy đủ phụ kiện cho các bác luôn. Đấy, sẽ gồm có cho bác là một thân tăng đơ này. Đấy. Có hình rồng vàng rất đẹp này. Đấy, mạ đồng màu vàng rất ok. Đấy, hàng mới nguyên hộp luôn nhá, rất đầy đủ phụ kiện này. Đi kèm bác là một cái đốc sạc pin nhá các bác nhá. Đấy, một viên pin sử dụng cho em là một viên pin 18650. Thì về hết pin thì bác lại cho vào đây các bác sạc này. Và đi kèm bác là một bộ cữ này các bác nhá, một bộ cữ. Đấy, các dụng cụ đi kèm thêm nữa trong hộp về luôn. Đấy, là chọn một cái bộ này là chỉ có 100.000 thôi nhá. Đấy, chỉ có 100.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân thì hướng dẫn các bác xài luôn nhá. Về các bác mở cho em cái nắp ở đít này ra. Sau đó là các bác lắp cho em viên pin vào. Đó, lắp viên pin vào. Đấy, lắp vào. Đấy, lắp vào cái chạy luôn. Và ở đây bên dưới nút nó có mấy công tắc này. Đấy, các bác muốn bật hay tắt thì các bác bấm cái này cho. Đấy, nó sẽ bật tắt ở đây luôn. Rất tiện dụng nhá. Con này thì nó dạng tăng đơ chất lượng rồi. Nó cắt cực kỳ là sắc bén luôn, cắt ngọt lắm. Đấy, dùng độ dùng cũng rất là khỏe, cắt rất ngọt luôn nhá. Đấy, cắt rất ngọt ngào ok luôn. Cắt cực kỳ là đi tóc nhá. Và cắt rất là sạch, về các bác dùng để cắt tóc cắt tí các thứ ok luôn. 100.000 chọn bộ này nhá, 100.000 chọn một bộ này. Và đi kèm là hai của nó là nó dùng cái pin này. Và cái hay của cái sản phẩm này là sử dụng cái pin rời các bạn. Pin rời là ví dụ như là nếu mà hỏng pin ấy là vẫn các bác vẫn có thể thay thế được. Và cái pin này bên em bán rất là nhiều. Nếu các bác muốn mua kèm thêm pin dự phòng thì bên em đang bán kèm thêm cho bác một viên pin 18650 này, với giá sẽ là 20.000 thì các bác có thể mua thêm để về các bác dự phòng. Còn nếu mà mua dùng ít thì mình có sẵn là pin ở trong này rồi thì về các bác chỉ việc xài hết pin thì các bác lại cắm cái sạc này và các bác sạc nó thôi. Thế thôi. Giá sẽ là 100.000 nhá, tăng đơ rồng vàng. Đấy, chọn một bộ này là 100k. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Cắt rất là ngọt, cắt rất là sạch luôn, các bác cùng xem này. Cạo đến đâu đi tóc đến đó, siêu an toàn, dễ sử dụng. Tông đơ đều khắc hình rồng đa năng, vừa dùng để cạo tóc vừa có thể dùng để cạo râu hàng ngày, tiện lợi hơn mong. Đấy, con này cả cạo tóc cạo râu luôn nhá. Chi phí hàng triệu đồng không cần ra salon. Thay thế cho máy cạo râu thông thường, tiết kiệm chi phí cho nhiều lần sử dụng. Thoải mái tạo những kiểu tóc ngay tại nhà mà không mất nhiều thời gian. Tông đơ rồng dùng được cho cả người lớn và trẻ em. An toàn tuyệt đối cho da. Bố mẹ nào ngại đưa con ra salon cắt tóc thì có thể tự tay cắt tóc cho con của mình ngay tại nhà, đảm bảo chưa đến 5 phút. Thật bất ngờ, tông đơ còn có chức năng chấn viền. Tato 1001 kiểu quá đơn giản. Tóc dày hay dài đến mấy cũng có thể sử dụng được. Khi mua sản phẩm được tặng kèm 4 đầu lưỡi khác nhau, một chai dầu tra lưỡi, một bàn chải vệ sinh lưỡi cạo và một dây sạc USB tiện dụng. Nhỏ gọn nhưng tiện dụng vô cùng, mang theo bất cứ đâu, sử dụng bất cứ khi nào muốn. Thời gian sử dụng lên đến 8 tiếng đồng hồ. Chương trình ưu đãi giảm giá cực sốc. Đấy, có thấy không? Rất ok luôn. Đấy, cắt cực kỳ là sạch sẽ nhá, cắt rất là ngọt ngào ngon này luôn. Đấy, cắt cái là mẹ trắng phớ luôn này. Đấy, thấy không? Đi rất ngọt ngào nhá. Giá của nó sẽ là đi 100.000 chọn bộ này luôn, đầy đủ phụ kiện bên trong hộp luôn nhá. 100k tăng đơ dọc vàng. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ vít V46 này, bộ vít 46 chi tiết nhá. Em báo giá luôn, bộ này thì đang gửi bác giá sẽ là 120k nhá, 120.000 một cái bộ vít V46 này. Đấy, chỉ 120.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân nhá, 120k. Sẽ gồm có 46 chi tiết, rất nhiều những cái đầu khẩu, đầu vít khác nhau. Đấy, về các bác xài sử dụng gia đình này, anh em thợ thuyền cũng có thể dùng luôn. Đây, chọn một bộ này. Đầy đủ đây. Đấy, nguyên hộp nha. Ở bên hàng trên này nó sẽ gồm có các loại đầu vít này, lục giác, hoa thị này, đầu cộng, đầu trừ đầy đủ cho bác luôn. Về các bác xài nhá. Bên dưới thì là những cái đầu khẩu này, tay khẩu này. Tô vít thanh nối dài, rồi là những cái thanh bẻ uốn cong, lò xo xoáy góc khuất này. Đấy, rồi là những cái lắt léo gật gù này, đầy đủ để về các bác xài luôn nhá. Đấy, chọn một bộ này là 46 chi tiết nhá. Đấy, 46 chi tiết trong một cái hộp nhá. Đấy, 46 chi tiết trong hộp này là về các bác xài, về anh em thợ thuyền xài sửa chữa đồ đạc cho mình, rồi là các bác sử dụng gia đình cũng quá ok luôn. 120.000 nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ vít V46 nhá. Đấy, em gửi bác giá sẽ là mà 120k một bộ, một hộp là gồm 46 chi tiết, đầu vít, đầu khẩu, các thứ đầy đủ phụ kiện đi kèm luôn, là nguyên trong hộp này. Đấy, dùng xong là các bác lại cất trong hộp rất là ngon này, ngăn nắp luôn. 120k một bộ nhá. Lên nhanh bác một số cái mã hàng về đồ nước, vòi nước các thứ này. Đấy, lên luôn cho bác đầu tiên đó là cái con vòi đôi này, vòi đôi inox 304 nhá, một con vòi đôi rất chất lượng luôn. Con này thì bên em cũng bán rất là nhiều. Đấy, vòi đôi con này nó sẽ gồm có một đường nước vào và hai đường nước ra. Đấy, và hai cái đường nước ra này thì nó sẽ có là hai cái khóa độc lập của từng đường nước một luôn. Đấy, thì các bác dùng đường nước nào thì các bác mở cho em đường nước ra, không dùng thì các bác đóng lại nhá. Hai khóa độc lập riêng biệt luôn, dùng vòi nào mở vòi đấy, rất tiện dụng. Và nó có cả những cái đầu chụp đi kèm sẵn nhà luôn.
Đấy, và các bác lắp vào. Gen của nó sẽ là gen 21 nhá, và chất liệu của nó sẽ là Su 304. Đấy, thấy không? Su 304 này rất xịn sò, cầm một chiếc vòi nặng trịch luôn. Đấy, nặng trịch luôn. Khâu khóa của nó sẽ là khâu đồng vàng ươm luôn này, có nhìn này. Đấy, giá của nó thì em báo luôn. Lên mã luôn em sẽ là cái sản phẩm là cái vòi đôi inox nhá. Đấy, vòi đôi inox nhá, vòi đôi inox 24, giá của nó thì em báo luôn 60.000 cho một chiếc vòi đôi nhá. 60k một cái. Đấy, 60.000 một cái vòi đôi inox 24, rất chắc chắn chất lượng. Đấy, vào một đường và ra hai đường. Và hai đường này sẽ có là khóa độc lập riêng biệt cho từng đường một luôn, rất tiện dụng nhá. Dùng vòi nào các bác mở vào đấy, không dùng các bác đóng vào. Đấy, rất tiện dụng. Ngoài ra thì bên em sẽ có bán kèm thêm cho bác đó là cái vòi đơn. Đấy, các bác thích một vòi thì cũng có luôn, vòi đơn nhá. Con này thì nó chỉ có một vòi thôi, về các bác lắp ở đường nước ra thì mình, đấy, đường nước xả này mình cũng ok luôn. Đấy, về các bác sử dụng này. Và con này ví dụ lắp ở cái đường ra của máy giặt đấy, ở máy giặt nó hay có những cái đầu chụp này, các bác chụp vào là ok luôn. Đấy, thì đây là phần tay gạt này, tay gạt êm ái ngon lành luôn. Đây gen nó gen vào đây, gen là gen 21 nhá, Su 304. Hàng này của nó toàn bộ đây nó là dạng inox mờ các bác nhìn này. Đấy, nó dạng inox mờ, nó không phải inox bóng, nó inox mờ. Đấy, như là nhìn nó lạ lạ chút này. Đấy, nhưng bây giờ người ta hay dùng inox này này. Inox này thì nó nhìn nó cái màu nó rất là bền. Đấy, nó không như những cái dòng inox bóng mà các bác dùng một thời gian nó bị xỉn, nhưng con này dùng nó rất là bền màu luôn. Đấy. À, con này thì em báo giá luôn, lên mã giúp em sẽ cái con vòi đơn nhá. Vòi đơn inox 304. Đấy, vòi đơn này thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 50k. Đấy, vòi đơn là 50 nhá. Còn vòi đôi là 60. Đấy, chênh nhau 10.000. Đấy, các bác lấy vòi nào thì lấy. Vòi đơn là 50, vòi đôi 60. Đây là con vòi đơn này. Đó. Còn đây con vòi đôi này. Đó. Vòi đôi này là 60, vòi đơn này là 50 nhá. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái vòi nước. Tiếp theo thì đó là cái củ chia này, cái củ chia van chữ T ấy. Nhiều bác cứ hay gọi là van chữ T hoặc là cái củ chia cũng được. Đấy, lên mã em sẽ là cái van T, cái van chữ T hoặc là cái củ chia nước 1:2. Đó thì cái này về các bác lắp ở những cái đường nước cho mình để chia đường nước ra. Đấy, một đường vào này và hai đường ra. Gen của nó thì cũng toàn bộ là gen 21, chất liệu thì cũng là Su 304 nhá, dày rất chắc chắn cực kỳ. Các bác nhìn này, cái đường gen nó này rất dày luôn. Đấy, dùng các bác dùng con này thì rất là bền. Đấy, và ở đây là tích hợp cho em là một cái khóa hãm này nữa. Đấy, vừa khóa tắt nước cũng như là giảm áp lực nước nhá. Đấy, và con này rất là hay là ví dụ các bác lắp vào đấy là mỗi khi mà các bác cần dùng ấy, mà các bác muốn sửa chữa thì các bác khóa trong cái này vào. Đấy thì các bác rất là tiện cho việc sửa chữa luôn. Đấy, bình thường là các bác phải ra đầu nguồn các bác khóa, nhưng ở đây các bác có sẵn cái khóa này, các bác khóa trực tiếp cái đường nước vào cho là các bác xài thôi. Giá của nó thì em báo luôn, lên mã em sẽ là cái củ chia nước các bác nhá, củ chia nước hoặc là cái van chữ T, nó sẽ có hai tên gọi khác nhau. Thì các bác nhớ giùm cái mã này nhá, củ chia nước này, củ chia nước hoặc là van chữ T cũng được, van chữ T. Giá của nó thì sẽ là đi 50.000 nhá, 50.000 một cái củ chia nước hoặc là cái van chữ T đều được. Giá của nó sẽ là 50k. Về các bác vào một đường nước này và ra hai đường, và nó có cái khóa vừa giảm áp lực nước vừa bật tắt bằng cái khóa luôn, rất ok. Đấy, inox 34, 50k một cái nhá. Cái bàn là hơi nước của Socani này. Đấy, tiếp tục hàng về nhá. Đấy, sản phẩm này thì em báo giá luôn. Giá hiện tại thì bữa trước đang bán như là 350.000, hôm nay em về bác mức giá dễ mua luôn. Giá đang giảm chỉ còn có là đi 310.000. Và trong video hôm nay thì bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Bàn là hơi nước thế hệ mới của Socani nhá, của Socani, hàng rất xịn sò ngon lành nha. Đấy, thương hiệu Socani này. Công suất sẽ là 1500W nhá. Đấy, và sử dụng giúp em là điện 220. Cái dòng bàn là đời mới này của nó thì các bác không cần phải, bình thường ấy, là những cái bàn là đời cũ là các bác cứ phải sắp ra bàn này các thứ này, tìm những chỗ mặt phẳng để các bác là. Đấy, nhưng con này là rất là tiện, là nó dùng cái chế độ hơi nước, là các bác chỉ việc là treo quần áo lên và các bác vẫn có thể là được nhá. Đấy, nó rất là rất là nhanh. Đấy, và nó rất là nhỏ gọn tiện lợi, các bác cũng có thể là mang đi chơi, mang đi du lịch thì luôn đây này. Đấy, khi mà gấp gọn mà nó rất là gọn luôn. Đấy, mang đi chơi, mang đi du lịch cũng rất là tiện dụng nhá. Thì hướng dẫn các bác cách xài luôn này. Thì về các bác lấy ra, sau đó các bác mở nó lên này. Đấy, còn các bác muốn gấp gọn là các bác kéo lên cái khóa này, là các bác gấp gọn vào. Đấy, và các bác mở lên kéo tạch cái là xong. Và các bác rút cho em này ra. Đấy, rút cái hộp này ra. Cái hộp này nó sẽ chứa nước nhá. Mở cho em cái van này ra, cái nắp này ra này, cho nước đầy vào đây. Và các bác lại đậy kín cho em cái nắp này vào. Đấy, đậy kín cái nắp này vào và các bác lắp nó vào. Đấy, lắp nó khớp vào. Và bắt đầu là các bác cấp nguồn cho nó nhá. Và khi mà cấp nguồn nó báo đèn đỏ ở đây. Và các bác chỉ việc bấm ở đây thôi. Đấy, ở đây nó có nút bấm này. Đấy, bấm kêu lên tạch 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 này, tạch này. Đấy, là cứ thế là hơi nước nó sẽ phun ra và nó, các bác cứ thế này, các bác dí. Đấy, cứ quần áo các bác treo phẳng này, các bác dí trực tiếp quần áo các bác vuốt xem. Đấy, con này thì riêng con này thì nếu mà các bác về mà là không phẳng thì bên em cho bác giả lại luôn.
Đấy, hàng này bên em bán cực kỳ nhiều và các bác rất là khen, mà nó dùng rất là tiện. Bình thường là những cái bàn là đời cũ là các bác cứ phải giải ra rồi là sắp bàn sắp xếp các thứ những cái mặt phẳng ra để các bác làm, nó rất là bất tiện mất công. Như con này các bác chỉ việc treo lên, sau đó các bác cầm các bác vuốt cho em thôi, rất tiện dụng mà ngon lành nhá. Đấy, nó là dòng bàn là thế hệ mới bây giờ, giá thì bình dân thôi, 310.000 một chiếc bàn là hơi nước của Sukani nha, công suất 1.500W và sử dụng giúp em là điện 220V. Đấy, 310k một chiếc, bao ship luôn, hàng mới keng nguyên hộp, hàng hãng đàng hoàng nhá, rất chất lượng ngon lành. Đây em sẽ cho bác xem thực tế video về sản phẩm này. Con này em bán rất là hay. Một chiếc bàn là hơi nước cầm tay rất hot một năm về trước, vậy thì không biết sau một năm sử dụng ấy, nó còn tốt không nhỉ? Cùng xem nhá. Về ngoại hình nó sở hữu một màu hồng nam tính bóng bẩy kèm một chút chảy xước theo thời gian. Chất liệu như ABS khá là bền. Nó có một nút bật duy nhất kèm một nút khóa nếu bạn dùng lâu đỡ bị mỏi tay. Một khớp giúp bạn gấp gọn sản phẩm. Công suất máy 1.300W làm nóng gần như ngay lập tức. Cùng test hiệu quả nhá. Áo sơ mi. Đấy, có thấy không? Đi hai đường cái phẳng lì luôn này, có thấy không? Quần kaki, áo khoác, tất cả đều dùng ngon. Đấy, nó dùng cho tất cả các loại vải luôn, là nhanh lắm mà dễ là cực kỳ ngon luôn. Chứ nhẹ là okay. Cái bình nước này chỉ 130ml thôi thì nó chỉ dùng được cho hai cái áo sơ mi, hai cái quần hoặc là một cái áo khoác to. Mẹo nhỏ khi đổ nước, các bạn xịt thêm một shot nước hoa vào sẽ khiến quần áo bạn thơm hơn rất nhiều đấy. Sau một năm sử dụng ấy thì mình thấy nó rất là đáng tiền, xứng đáng là ngon, bổ, rẻ. Đấy, có thấy không? Sau một năm sử dụng là các bác thấy người ta review nhá, xứng đáng ba chữ là ngon, bổ, rẻ nhá. Đấy, và em thêm cho bác nữa là một cái từ nữa là chất lượng. Đấy, ngon, bổ, rẻ, chất lượng, nói chung là rất ok luôn. Đấy, dùng cái con bàn là hơi nước đời mới này dùng thích lắm. 310k nhá, 310.000 một chiếc này, bao ship. Con này là cái đợt đầu tiên mà nó mới ra này, như hơn 500 ấy, nhà em mua cách đây khoảng tầm hơn 2 năm rồi, nhà em xài con này dùng nghiện luôn, dùng thích cực kỳ. Đấy, 310k bàn là hơi nước của Sukani quá nhá. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái cây vệ sinh, cây chổi quét bụi trần nhà nhá. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái cây chổi quét bụi trần nhà, em báo giá luôn. Một cái cây này bên em đang gửi bác giá nó chỉ có 50.000 thôi, 50k nhá, 50k. Một cái cây chổi này nó sẽ gồm có là một đầu chổi và đi kèm là một cái cây cán chổi. Cái cây cán chổi rất hay là nó có thể kéo ra và thu vào được các nhá, rất tiện dụng luôn. Đây em sẽ mở cho bác thực tế một cái cây về cái mã này. Đấy, 50.000 em bán cực kỳ nhiều cây luôn. Về các bác vệ sinh trần nhà thì nhức rất sạch sẽ ngon này. Đấy, trần nhà nhiều màng nhện, các bác mua cho em cái cây này về. Đấy, và khi mà bình thường là các bác thu gọn nó sẽ nhanh, còn các bác kéo dài ra nó được dài hơn 2m cơ, 2m3, 2m4 ấy, nó khá là dài. Đấy, cộng với người các bác nữa vào khoảng tầm hơn mét nữa rồi là trần khoảng tầm 3-4m là các bác chiến cho em thoải mái luôn nhá. Đấy, về các bác vặn cái con này vào này. Đấy, vặn vào. Và lúc nào mà xài thì các bác rút cho em cái này ra. Đây, rút ra. Đấy, rút ra rất là dài luôn nhá. Đấy, rút ra cái này nó nhiều dạng cần câu mà. Đấy, kiểu dạng cần câu các bác rút ra. Đây, coi nhìn này. Đấy, rút ra rất là dài luôn nhá. Đó, kiểu dạng cần câu. Và lúc nào mà cần thì các bác lại thu vào thành một cái chổi ngắn để các bác vệ sinh bên dưới, ví dụ như là thành một cái cây chổi lông xù để các bác vệ sinh bàn ghế bên dưới. Còn lúc nào muốn dài vệ sinh trần nhà các bác rút ra. Đấy, và lúc nào muốn gọn nữa thì các bác tháo ra như này. Đấy, tháo ra nó sẽ gọn vào nhà luôn. Là 50.000 nhá. 50.000 một cái bộ chổi quét trần nhà này. Đấy, cả cán cả đầu chổi luôn là 50k. Và cái đầu chổi rất hay là các bác có thể bẻ cong lên nha. Đó, những cái vị trí ở ngóc ngách các bác luồn vào để các bác vệ sinh cho rất ok. 50k một cây nhá, 50k một cây. Đấy, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này, ngon lắm. Con này bán cực kỳ nhiều luôn. Thôi mà có thể giúp bạn đỡ vất vả hơn mỗi khi dọn dẹp vệ sinh trong nhà. Từ khi mà mình sắm cái chổi quét trần nhà này về á, thì phải nói là nó giúp mình xử lý tất cả mọi ngóc ngách ở trên trần cao một cách vô cùng dễ dàng. Mình không có còn phải bắt ghế rồi lấy cái dẻ để lau nữa. Đặc biệt là cái chổi này có thể kéo dài với kích thước là 2m8 lận. Nên cho dù là cái trần nhà của bạn cao cỡ nào thì cái chổi này cũng có thể xử lý được hết cho bạn nha. Được cái là cái đầu chổi có thể uốn cong, nên là những cái góc nào mà khó á, nó có thể xử lý được luôn cho bạn. Sản phẩm mình ghi ở bên dưới cho các bạn nha. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, 50k nhá, 50k. Cây chổi quét bụi trần nhà kéo ra thu vào được nhá, quét trên giờ ra đất tất luôn. 50k một bộ nhà có nhá, 50k một bộ. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái mã hàng về cái túi thể thao này. Các bác lên mã nha, em sẽ là cái túi thể thao đeo bụng nhá. Túi thể thao là các bác đeo bụng, đeo hông để các bác chạy bộ này, tập thể dục thể thao rất tiện dụng luôn. Đấy, bình thường là các bác hay đi tập thể dục thể thao, các bác mang tiền này, mang điện thoại này, mang chai nước đi này, mang chìa khóa thứ đi, mà các bác cứ ở cầm tay cái thứ giờ nó rất là bất tiện. Đấy, thì các bác có một cái giải pháp rất hay là các bác mua trong cái túi về, sau đó các bác đeo vòng qua bụng, đeo vào hông ấy, và các bác để những cái đồ dùng cần thiết các bác mang đi. Đấy, đi chơi tập thể dục thể thao này, đi đạp xe này, đi chạy bộ này. Đấy, các thứ rồi, nói chung là tất cả các món thể thao luôn các bác đựng vào đây xem. Đấy, những cái ngăn to này các bác đựng tiền, đựng ví này, đựng điện thoại lên này. Rồi là có những cái ngăn nhỏ bên hông này các bác đựng chìa khóa này. Đây bên hông nó có một cái ngăn nhỏ nữa để các bác đựng chìa khóa thứ vào đây cho em ok.
Và một cái ngăn rất là hay là cái hông bên này là một cái hộc nhai để các bác để chai nước này. Đấy, và đằng ở bên này là cái dây nó các bác đeo qua bụng, sau đó các bác cài nó vào. Đấy, cái này con này cài ra tháo vào cũng rất là tiện. Đấy, ấn vào cái tạch cái xong các bác muốn mở ra ấn cho em cái ra. Đấy, và cái dây này các bác có thể thu ngắn lại và các bác cho dài ra được nhá, tùy chỉnh theo cái vòng bụng của bác nhá. Đấy, và cái con này nó co giãn nó rất là ô bụng luôn, các bác chạy bộ cho em thoải mái không lo nó bị rơi rớt đâu. Đấy, rất ok. Đấy, rất đẹp luôn. Báo giá bác luôn nhá, lên mã giúp cho em xe này. Cái mã hàng đó là cái túi thể thao nhá, túi dành cho chuyên dùng cho anh em dân thể thao. Đấy, mang đồ đạc các bác đựng được cho em rất ok. Túi thể thao giá nó sẽ là 30k nhá, 30k. Lên mã em sẽ là túi thể thao này, 30.000 một cái túi thể thao này, dùng rất tiện luôn. Đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Con này dùng hay lắm. Đấy, chuyên dùng cho anh em thể dục thể thao nhá. Đấy, mang đồ mang đạc đi các bác đựng lên cho em rất là gọn gàng, ok luôn. Đây các bác nhìn này. Đấy, đeo vào qua hông như này không nhá. Đấy, các bác cài đeo vào. Đấy, các bác đựng những cái đồ cần thiết này mình, điện thoại, tiền nong các thứ vào các bác đựng hết vào cho. Đấy, ngon lành kinh đào luôn nhá. Đấy, đẹp đĩa ngon lành luôn. Chạy bộ thoải mái không lo rơi rớt ra nhá. Đó. Chạy nguỵch nguỵch luôn không lo rơi rớt nhá. Giá thì bình dân thôi, 50k, chuyên dùng cho anh em thể dục thể thao. 30k nhá, 30k, túi thể thao nhá. Lên mã em sẽ là túi thể thao đeo không. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái lọ sáp ong. Các bác cứ lên mã cho em sẽ cái lọ sáp ong. Cái này sẽ có công dụng là bảo quản đồ gỗ cũng như là đánh bóng, cải tạo lại cái chất gỗ nó mới lên nhá, nó mới lên, nó bóng lên, nó đẹp lên. Đấy, thì cái này 100% là từ sáp ong tự nhiên. Đấy, một hộp này là 80g nhá, một hộp 80g thì về các bác cứ xoáy ra. Bóc ra sau đó các bác phết lên đồ gỗ như mình. Đấy, sau đó các bác dùng một cái bàn chải các bác đánh, các bác chà đi. Đấy, chà đi nó sẽ bóng gỗ lên và nó bảo quản gỗ nhá. Bảo quản gỗ không bị mối mọt này. Thứ hai là nó sẽ làm bóng gỗ, đẹp gỗ lên nhá, rất là ok luôn. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái lọ sáp ong. Mùa lọ sáp ong 100% là từ sáp ong tự nhiên này. Đấy, giá của nó được bình dân thôi. 20.000 nhá, 20.000. Một cái lọ sáp ong nhá. Đấy, 20.000 một lọ sáp ong chuyên dùng để đánh bóng, cải tạo đồ gỗ lại rất là đẹp luôn. Đấy, 20k một hộp, một cái hũ sáp ong 80g đồng nhá. Đấy, 20k một hũ. Về các bác xài sử dụng dùng để đánh bóng, cải tạo đồ gỗ, bảo quản đồ gỗ nhá, rất là ok luôn. 20.000 một hũ không nhá. Tiếp theo nữa thì đó là cái chai xịt mạ chrome inox này. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái chai xịt mạ inox nhá. Chai này thì sẽ có dung tích là 350ml, tương đương với lại là 180g. Đấy, chuyên để các bác dùng về để các bác xịt vào những cái chỗ mà nó bị rỉ sét để nó làm mới cái đồ, những cái đồ kim loại lên. Ví dụ nó bị rỉ sét thì về các bác đánh sạch những cái rỉ sét đi. Sau đó các bác xịt lên thì nó sẽ bóng, nó mới lên rất là đẹp luôn. Đó, thì một cái chai này bên em đang gửi bác giá sẽ là 50k một chai nhá. 50k một chai. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái chai xịt mạ inox này. Đấy, xịt mạ inox. Nó bóng bóng kiểu màu inox rất là đẹp luôn. Đấy, mà nó cái độ bám dính rất là cao. Cái độ bám dính cực kỳ cao nhá. Các bác về vệ sinh cái chỗ các bác cần xịt, sau đó các bác xịt lên nó rất là mới, rất là đẹp, bóng đẹp lắm. Đó, thì một cái lọ này là 50.000 nhá. 50.000 một lọ này là dung tích là 350ml nhá. Đây em sẽ xịt cho bác con này. Cái này trước khi các bác dùng các bác nhớ cho em là lắc đều lên. Đấy, lắc đều nhá. Lắc thật đều lên, sau đó các bác xịt vào những cái chỗ các bác cần xịt. Nhớ là trước khi xịt các bác vệ sinh sạch sẽ các chỗ cần xịt đi nhá. Đấy, vệ sinh sạch sẽ đi. Đây nha, đây em sẽ xịt cái chỗ này để cho các bác coi này. Đây, em xịt thử này. Đấy, có thấy không? Nhìn mới bóng luôn này. Thấy không? Các bác nhìn hai bên khác hẳn nhau này. Đấy, một bên chưa xịt, một bên xịt rồi này. Đấy, nhìn nó bóng lên rất là đẹp luôn này. Đấy, bóng điện và nhìn nó sáng bóng luôn nhá. Đấy, hai bên nhìn khác nhau. Đấy, các bác để cải tạo những cái chỗ mà nó rỉ sét. Đấy, nó làm bóng, làm đẹp lên. Đấy, nó gọi là cái chai sơn xịt mạ inox nhá. Đấy, sơn xịt mạ inox một chai này là 50.000 thôi, giá bình dân lắm mà rất là hay. Về những cái đồ vật nhà mình nó cũ kỹ các bác xịt vào cho nó mới, nó đẹp lên. 50k nhá, chai xịt mạ inox. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã hàng cân tiểu ly. Đấy, cân tiểu ly, cân tối đa được là 5kg nhá. Lên mã em sẽ là cái cân tiểu ly này. Cân tiểu ly. Giá của nó thì em báo luôn 50.000 một cái nhá. 50.000 một cái cân tiểu ly này. Đấy, mới nguyên hộp luôn, về các bác xài sử dụng. Mình cân gia vị trong nhà bếp này, cân công thức làm bánh này, rồi là các thứ rồi. Cân đồ gia vị nấu ăn. Đấy, cân gam rất là chuẩn luôn nhá. Đấy, thì về các bác bóc ra, sau đó các bác lắp pin vào là xài thôi. Con này nó dùng 2 viên pin tiểu con thỏ. Đây, hàng của nó mới keng nhà này. Đấy, mới keng luôn. Đó. Con này cân chuẩn lắm, cân mà cân rất là hay, cân nhà bếp các thứ các bác cân rất là ngon luôn. Đó. Sử dụng cân gia vị, cân các thứ về thì tháo cho em cái nắp đằng sau này. Đấy, lắp cho em 2 viên pin tiểu con thỏ vào là các bác xài. Đây,
Đấy, cái bác lắp thêm 2 viên pin đây. Lắp vào cái là nó nhận nó lên hiện lên màn hình luôn nhá. Đây. Đấy, khi mà lắp vào cái là nó hiện thông số trên màn hình luôn. Là toàn bộ cái thông số là nó sẽ hiện tất trên cái màn hình này các bác nhá. Đấy, và nó cân tối đa được là 5 kg nhá. Đấy, cân tối đa được là 5 kg. Thì về thì khi mà các bác cân thì nhớ giúp em là các bác để những cái chỗ nào mà thật là bằng phẳng nhá thì cân nó mới chuẩn được. Còn nếu mà các bác để những cái chỗ nào mà nó bập bênh ấy, đấy, mà nó không bằng phẳng là cân nó sẽ bị sai lệch. Đây em sẽ cân test bác coi, các bác nhìn vào cái chỗ màn hình này nó sẽ hiện đây này. Đây. Ví dụ đây em cân một cái thước ở đây chẳng hạn này. Đó. 315 g nhá. Đấy, rất ok, nó sẽ báo thông số trên này luôn, chuẩn lắm. Đó. Đây cân một cái nhẹ nhẹ hơn một chút này. Đó, 115 g này, nó báo luôn này. Đấy, báo luôn cho bác nhá. Báo luôn. Đây, ví dụ như là một cái cây kìm khá là nặng này. Đó, 360 này. Đấy, nó có báo luôn cái thông số trên cái màn hình luôn nhá, rất tiện. Đấy, về các bác cân gam nhá. Đấy, cân gam, cân những cái công thức nấu ăn, cân ví dụ mắm muối mì chính ở trong nhà bếp này, rồi là cân thuốc, cân men các thứ rồi. Đấy, rất tiện dụng luôn nhá. Đấy, và nhớ giúp em là để những cái chỗ nào cân thật là bằng phẳng nhá. Và các bác cân, ở đây nó có một cái nút on off, lúc nào các bác dùng các bác bật lên, không dùng thì mình có thể tắt đi. Đấy, tắt đi cho nó đỡ tốn pin luôn nhá. Đó, thì báo giá lại một lần nữa nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái mã hàng đó là cái cân tiểu ly, cân tối đa được là 5 kg nhá. Giá của nó sẽ là 50 ngàn một cái. Sản phẩm tiếp theo thì lên nhanh luôn cho bác, đó là cái hộp viên tẩy lồng giặt nhá. Một hộp này là 12 viên, về các bác chuyên dùng để các bác tẩy vệ sinh cái máy giặt của bác nhá. Đấy, máy giặt của bác là các bác giặt lâu ngày là nó rất hay bị những cái cặn bẩn các thứ rồi. Đấy, do các bác giặt quần áo là nó sẽ bị két ở trong đấy. Thì các bác một cái cách vệ sinh nhanh nhất, đấy, không cần phải gọi thợ thuyền gì, là các bác mua cho một cái hộp này về. Một hộp này là 12 viên. Đấy, một hộp là 12 viên nhá. Thì các bác cứ vệ sinh cho em là mỗi tháng một viên. Đấy, tương đương với lại là 12 tháng là cho 12 viên nhá. Đấy, 12 tháng là 12 viên. Là các bác cứ vệ sinh cho em là mỗi tháng một viên. Cái con này thì cách sử dụng em báo bác luôn. Thì về các bác bật cho em cái chế độ là vệ sinh lồng giặt lên, sau đó là các bác thả cái viên này vào, và các bác ấn bắt đầu là máy nó chạy, là các bác thả cái viên này vào, và bắt đầu là cứ để máy nó chạy là nó sẽ kết hợp với cái viên này, nó tẩy vệ sinh, kết hợp với cái viên này nó tẩy vệ sinh cái lồng giặt rất là sạch sẽ, thơm tho luôn. Đấy, giá thì một hộp này chỉ có 20.000 thôi các nhá, giá bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp viên tẩy lồng giặt, một hộp là 12 viên. Đấy, dùng cho em mỗi tháng một viên, sạch sẽ ok, thơm tho quần áo. Tẩy lồng giặt này, hộp tẩy lồng giặt 12 viên nhá. Giá của nó sẽ là 20.000 một hộp viên tẩy lồng giặt 12 viên nha. Đấy, dùng nha, mỗi tháng một viên. Về cứ thả trực tiếp trong lồng giặt, bật chế độ vệ sinh lồng giặt và bắt đầu nó kết hợp viên này là tự động là nó sẽ tẩy sạch lồng giặt thôi, rất là tiện dụng mà dễ dùng, dễ sử dụng nhá, sạch sẽ ok. Đây, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Những cái sai lầm lớn nhất trong cuộc đời nữ công gia chánh của mình đó chính là bỏ nguyên tấm thảm sàn vô trong máy giặt luôn. Ui là trời, giặt xong nó không có thơm nhiều hết trơn, nó vừa dơ vừa hôi. Nghe nói là cái cục vệ sinh lồng máy giặt này ở trên Shopee có vẻ là cũng ok nè, để mua về test thử xem như thế nào nha. Cái viên này mọi người sử dụng lần đầu là 3 đến 5 viên, và các lần sau là mỗi tháng là 1 đến 2 viên nha. Vì cái máy giặt nhà mình có chế độ là làm sạch lồng giặt sẵn rồi, cho nên là chỉ cần chọn đúng chế độ và chờ thôi. Xong rồi nè, trời, kết quả sạch bong kín kít luôn. Để chui cái đầu vô trong này ngửi thử coi, may quá mấy cái cục này đã cứu được hậu quả chơi ngu của mình. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, rất là sạch luôn. Giá thì chỉ có 20.000 nhá, hộp viên tẩy lồng giặt 12 viên. Đó. Tiếp theo thì đó là cái hộp viên vệ sinh bồn cầu này. Đấy, hộp viên vệ sinh bồn cầu nhá. Cái này thì nó sẽ có tác dụng là khử mùi này, diệt khuẩn này, làm sạch mảng bám ở trong bồn cầu này. Đấy, giúp bồn cầu sạch sẽ, thơm to hơn. Đấy, diệt sạch vi khuẩn gây hại gây bệnh nhá. Thì một hộp này cũng là 12 viên luôn. Đấy, cũng hàng của Nhật nhá, rất xịn sò. Đấy, một hộp là 12 viên. Cái này thì về các bác cứ thả trực tiếp vào trong cái két nước nhá, bóc cái dây bóng ra này. Đấy, thả trực tiếp vào trong két nước là các bác xài. Một hộp này là cũng 12 viên, tương đương với lại là các bác dùng cho em cứ một tháng là các bác dùng một viên này, thả trực tiếp vào trong cái két nước như mình. Hoặc bác nào mà không có két nước các bác thả trực tiếp vào trong bồn cầu cũng được. Đấy, là nó sẽ sủi tan ra và bắt đầu là nó sẽ vệ sinh, khử mùi, diệt khuẩn, đấy, thông tắc, rồi là làm sạch cái bồn cầu như mình nhá. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp vệ sinh bồn cầu, đấy, tẩy sạch bồn cầu nhá, hộp vệ sinh bồn cầu. Một hộp là 12 viên, giá của nó thì cũng chỉ có 20.000 thôi, 20k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp vệ sinh bồn cầu. Đấy, viên thả bồn cầu một hộp 12 viên, giá sẽ là 30k. Đấy, vệ sinh bồn cầu này. Vệ sinh bồn cầu nhá. Một hộp là 20.000, 12 viên cũng rất là sạch luôn. Thả trực tiếp vào trong két nước hoặc là thả trực tiếp vào trong bồn cầu luôn. Một hộp 12 viên dùng cho em mỗi tháng một viên nhá. Đấy, dùng cho em mỗi tháng một viên. Sạch sẽ ok, ngon lành luôn. Đấy, mà rất là dễ dùng, dễ sử dụng mà ok.
Dạ vâng, tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái lọ keo đa năng, dính cực kỳ là chắc chắn luôn. Đấy, thay thế các dòng đinh vít các thứ giờ, các bác mua cho em cái lọ keo đa năng này về. Đấy, thì một típ này bên em cũng bán giá bình dân thôi, 20 ngàn nhá, 20 ngàn một típ keo đa năng nha. Đấy, 20 ngàn cho một típ keo đa năng, đấy, 20k nhá, 20k. Các bác nào mà lấy, các bác nào lấy 3 típ nhá, 20k này, một típ này. Các bác nào lấy 3 típ thì bên em sẽ để cho bác giá là 50 ngàn nhé. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là lọ keo đa năng. Đấy, màu xanh đen đây này. Đấy, màu xanh đen. Một típ này của nó sẽ là có trọng lượng là 60 gram. Về các bác dính cũng thoải mái luôn đấy. Đấy, thì con này thì theo khuyến cáo của nhà sản xuất thì các bác khi mà các bác dính thì các bác cố định cái chỗ mà các bác cần dính vào. Sau đó các bác dính vào và các bác để cho em trong vòng từ 48 cho đến 72 giờ. Đấy, thì keo nó mới cứng, nó mới khô được. Nó không phải dạng khô nhanh như 52 đâu, nên là nhiều bác cứ tưởng là nó khô nhanh như 52, nó cứ bảo về không, bảo không dính. Các bác cứ để hết cái thời gian đi thì đảm bảo bác là nó cực kỳ là dính luôn nhá. Đây này, các bác nhìn này, để trong vòng từ đến tối đa đến 72 tiếng này. Đấy, đến 72 tiếng là nó sẽ phát huy tối đa cái sức mạnh của con keo nhá, dính chắc lắm. Đấy, dính ok lắm mà giá bình dân. Nói chung là cái này em bán cực kỳ nhiều rồi, dùng rất hay. Dính gỗ, dính sắt, dính các kiểu lại, dính các loại vật liệu luôn, dính ngon lành cành đào. 20k một típ nhá. 3 típ là 50 ngàn nhá. 3 típ thì là 50 ngàn. Lên mã cho em sẽ là cái keo đa năng xanh đen nhá. Đấy, keo đa năng xanh đen. Đây, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Hai, quảng cáo là keo dính siêu chặt, kết dính được mọi thứ. Ok, kiểm chứng cho anh em cùng xem nhá. Đây là một chiếc cối nặng 8 kg và đây là một chiếc móc sắt đã được gắn sẵn bằng loại keo này. 1 2. Nó chắc thật sự luôn, keo dán đa năng bám dính rất là chắc chắn trên các bề mặt như là kim loại này, nhựa, gỗ, thủy tinh và cả tường gạch luôn. Hơn 70 cân mà nó còn không bể ra. Loại này thì đặc biệt là rất tiện cho anh em nào cần lắp đặt những đồ dùng trong gia đình lên tường, thay cho những con vít phải khoan bắn vào tường như này, ví dụ như là kệ treo đồ nhà tắm này, móc treo đồ lên tường, móc đi dây điện. Loại keo này thì nó chống thấm nước, chịu nhiệt và kết dính cực kỳ tốt, nên là nó sẽ gắn được trên rất nhiều bề mặt vật liệu khác nhau. Cách dùng thì cũng đơn giản, anh em chỉ cần bôi keo dán xong đợi từ 36 đến 72 tiếng như hướng dẫn sử dụng là có thể dùng được. Lưu ý là khi dán keo xong thì nên dùng băng dính dán lại để cố định, tránh xê dịch khi keo còn chưa khô nhá. Kết dính cực kỳ chắc chắn được trên rất nhiều bề mặt vật liệu khác nhau, thay cho cái mớ đinh vít khá là tốn công tốn sức này. Múc combo vài tuyếp như này cho nó rẻ anh em ạ. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, thì các bác nhớ giúp em là các bác để keo nó khô trong vòng từ 48 cho đến 72 tiếng thì keo nó khô, nó với kết dính, nó với phát huy hết tác dụng của nó. Và nhớ giúp em là khi mà các bác dính cái đồ vật nào ấy thì các bác nhớ giúp em là định vị nó không bị xê dịch thì nó sẽ chết cái keo đấy, thì nó sẽ dính được rất là chắc luôn. Đấy, các bác mà bị xê dịch hoặc các bác để nó thiếu thời gian là nó sẽ không phát huy hết cái tác dụng của con keo nhá. Đấy, một típ này là 20k, các bác lấy 3 típ là 50 ngàn. Lọ keo đa năng một típ là 60k, keo đa năng màu xanh đen này này. Lên nhanh luôn cho bác, đó là cái cuộn dây phơi đồ 5m này, em báo giá luôn. Một cuộn này thì bên em gửi bác giá nó chỉ có 10 ngàn một cuộn thôi. Đấy, một cuộn dây phơi đồ là 5m, báo giá bác luôn 10 ngàn. Đấy, nó là dòng cuộn, nó là dạng dây phơi, dạng dây cước bện nhá các bác nhá, dây cước bện. Dòng này thì em bảo hành cho bác luôn, các bác cứ cho em ra nắng mưa thoải mái bảo hành cho bác luôn nhá. Đấy, riêng dòng này không lo mục luôn, vì thực tế thì em xài con này khoảng tầm 2 năm nay rồi. Em cũng có mấy sợi em vắt ra ngoài để em phơi đồ nha em ấy. Nhất là em cứ vắt ra ngoài nắng mưa thoải mái, em không thèm thu vào luôn, cứ vứt đấy vạ vật đấy thoải mái mà nó không vấn đề luôn các bạn. Đấy, vì nó là những cái dòng sợi cước nhỏ nó bện với nhau này, mà cái cước này các bác để ngoài nắng ngoài mưa cũng thoải mái luôn, nó rất là bền bỉ mà nó nồi đồng cua đá dã man. Đấy, và cái con này rất là hay là khi mà các bác phơi nó chia ra những cái ô này, các bác phơi các bác móc quần áo và nó không bị xô áo nhá. Bình thường là các bác dùng những cái dây kia là phơi là nó hay bị xô đồ vào ấy, phơi rất là khó chịu. Nên con này đây là nó chia ra những cái khoảng khoảng này, các bác cứ móc vào những cái khoảng này là không là quần áo nó bị rơi hoặc là nó bị xô vào với nhau. Đấy, thì ở đây thì ở những cái đầu nó sẽ có kèm những cái móc luôn, về các bác móc vào những cái chỗ mà các bác cần móc. Đấy là các bác xài thôi. Một cuộn này dài 5m nhá. Đấy, nếu mà thiếu thì các bác có thể mua 2-3 cuộn một lúc cũng được. Đấy, vì giá nó bình dân, nó chỉ có 10 ngàn thôi nhá. Lên mã cho em sẽ là cái cuộn dây phơi đồ 5m nhá. Giá của nó đang bán là 10k, nó là dạng sợi cước bện siêu bền nhá. Đấy, siêu bền, chịu mưa chịu nắng cực kỳ tốt luôn các bác nhá. Rồi, một cái mã hàng mới bên em cũng vừa về xong này. Đấy, lên mã cho em sẽ là cái bộ dao cắt kính, cắt gạch men đa năng. Con này thì các bác có thể về cắt kính này, cắt gạch men đều được luôn. Đó, dao cắt kính này. Dao cắt kính. Cắt được cả gạch men luôn nhá. Đấy, cả gạch men luôn.
Giá của nó thì em báo luôn 130.000 một con này. Đấy, 130.000 một cái con dao cắt kính, cắt gạch men đa năng nhá. Con này thì cắt rất là hay. Trước đây em cũng đã bán rồi nhưng mà lâu lắm nó không hàng thì hôm nay hàng tiếp tục về. Một cái bộ sản phẩm nó sẽ gồm có là một thân dao này. Đấy, đi kèm với bác là ba cái lưỡi nha. Đấy, đây, ba lưỡi dao. Và có một cái tay cầm. Có một cái tay cầm này, rồi những cái phụ kiện cái thứ đi kèm. Đó thì về thì bắt đầu là các bác lắp cho em cái phần tay cầm này vào. Đấy, nó là dạng cái dao cắt kính kiểu dạng hình chữ T này. Đó, sau đó là các bác muốn cắt thì các bác để vào cái kính của cái ấy, các bác bắt đầu các bác cầm này, các bác kéo này. Đấy, kéo nó sẽ ra cái vệt. Thì ở đây nó có một cái lưỡi tròn đây này. Đấy, nó có một cái lưỡi nó bằng kim cương này. Đấy, bằng kim cương nó rất là sắc luôn. Đấy, mà con này cắt rất là ngọt, con này cắt ngọt lắm. Đấy mà ví dụ như ở đây đi kèm thì nó sẽ có tặng kèm thêm cho bác là những cái lưỡi dao này, thì nếu mà cái lưỡi nó cùn thì mình có thể thay lưỡi khác luôn, rất tiện dụng và rất là chu đáo và cẩn thận nữa nha. Đấy, có đi kèm cả lưỡi dự phòng với bác luôn. Và khi mà các bác cắt xong thì ở đây nó có một cái phần tay công. Đấy, cái này nó gọi là cái tay công, thì các bác cho cái viên đá hoặc là cho cái kính vào đây. Đấy, và các bác ngắm đúng cái tim, cái đường cắt các bác vừa cắt, bắt đầu là các bác ở đây nó có một cái tim này. Đấy, các bác cho nó vào chính giữa, sau đó các bác công vào. Đấy, các bác cứ thế công từ từ vào thì cái lực nó sẽ tác động đều xuống, thì cái kính hoặc cái viên đá các bác vừa kẻ xong nó công ra cái đường cắt của nó rất là mịn, rất là đẹp luôn. Đấy, con này hay lắm. Nó thì một cái chiếc này bên em đang gửi bác, giá của nó sẽ là 130.000, có tặng kèm thêm các bác là những cái đầu cắt dự phòng nha, để về các bác có thể thay thế nhá, là 130k dao cắt kính, cắt được cả gạch men luôn, là 130.000 một sản phẩm đấy nhá. Đây, các bác cùng xem thực tế về cái video em test thực tế này, các bác cùng coi này, cắt cực kỳ ok luôn. Các bác muốn cắt gạch, đây, cắt kính mà không có máy thì các bác dùng cái dụng cụ này nhá. Đây là cái dụng cụ chuyên để cắt gạch men, cắt kính, rất là ok luôn. Các bác chỉ cần kẻ một đường và các bác dùng cái kẹp bấm kia, các bác bấm là nó. Đấy, các bác nhìn nhá, các bác chỉ cần kẻ một đường, sau đó các bác cho vào cái tay công, các bác xoáy như em vừa chỉ các bác. Đấy, các bác cho vào cái tay công, các bác xoáy. Đấy, các bác cứ xoáy đều tay, xoáy đều tay, xoáy êm tay là nó công ra đường rất là đẹp luôn. Đây, các bác nhìn đây là người ta cắt đường cong luôn nhá. Đấy là người ta cắt đường thẳng, cắt đường thẳng nó còn dễ nữa. Còn đây người ta cắt đường cong mà cũng rất là mượt luôn này. Đây, đấy, có thấy không? Công cái ra luôn. Tất cả gạch 1 mét luôn các bác. Đấy, thấy không? Gạch các dày, gạch rất là dày nhưng mà cắt ngon lành luôn nhá. Các bác dùng cái dụng cụ này nhá. Đấy, có nhìn này. Đấy, cắt đường cong luôn nhá chứ không phải là cắt đường thẳng đâu nhá. Cắt đường thẳng nó còn dễ cắt nữa ạ. Đường mà các bác dùng cái thấy không? Công cái ra ngay này. Đó, thấy không? Rất là ok. Bấm được cả gạch 1 mét luôn. Đó, thấy không? Nó rất là nhàn, rất là dễ dàng sử dụng cho anh em thợ thuyền, các bác sử dụng gia đình đều được luôn. 130.000 một cái nhá. Bộ dao cắt kính, cắt gạch men đa năng. Đó là cái mã bóng đèn 3W nhá, tiếp tục về số lượng lớn để phục vụ các bác này. Đây. Sản phẩm này thì sẽ có công suất là 3W nhá, và ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng. Sử dụng điện sẽ là điện 220 và cái đuôi của nó sẽ là cái đuôi xoáy phổ thông nhá. Đấy, sử dụng dòng chip LED siêu sáng, rất là tiết kiệm điện. Các bác dùng những cái con bóng đèn 3W này thì cái công suất nó rất là nhỏ nên là cái tiền điện nó hết rất là ít các bạn. Đấy, nên là phù hợp các bác, ví dụ các bác lắp ở ngoài cổng này, mình có thể lắp ở chỗ cầu thang, đường đi lối lại, nhà vệ sinh, lắp những khu vực mà không cần quá nhiều ánh sáng, mình cần ít cái ánh sáng thôi. Đấy, gọi là có bóng đèn thôi là ok, là các bác xài con này cho em rất hợp lý này. Đấy, công suất rất là nhỏ nên là tiêu thụ lượng điện năng rất là ít, là nên các bác xài rất là tiết kiệm điện nhá. Công suất 3W thôi nhưng mà cũng khá là sáng đấy các bạn. Đây, em sẽ cắm test bác con này. Khá là sáng lắm nhá. Đấy. Đây đang lỏng ổ điện. Đây em cắm test bác nhá. Nó khá là sáng, 3W thôi nhưng mà rất là sáng. Đây. Đây các nhá. Đấy, 3W thôi nhưng mà cũng rất là sáng đấy. Đó thì ở đây. Đấy. Nó khá là sáng các nhá. Đó, về nói chung là phù hợp các bác sử dụng lắp đặt nhiều vị trí khác nhau nhá, mà cái công suất nhỏ tiết kiệm điện. Đó thì em hôm nay em báo cái giá xả luôn này. Bữa trước quả này đang bán là 15.000 một quả nhá. Hôm nay em về với bác mức giá rất dễ mua luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là bóng đèn 3W nhá. Giá của nó sẽ là đi 5.000 một quả nhá. Chỉ có 5.000 một quả thôi. Đấy, 5k một quả bóng đèn 3W này. Đấy, 5.000 một quả bóng đèn 3W nhá. Chỉ có 5.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy, thì chắc là cũng nhiều bác quan tâm đến cái đuôi đèn mà em đang xài nhá. Thì đây, cái đuôi này này em giới thiệu luôn. Đấy, cái đuôi này về các bác xoáy bóng vào này. Và các bác có thể bẻ ngang, bẻ dọc, bẻ các hướng các kiểu này, và các bác có thể bật công tắc lò xo ở đây luôn. Bật cái công tắc bật tắt đây luôn, rất tiện dụng nhá. Đấy, đây, rất tiện dụng luôn này. Thì cái đuôi này bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 30.000 một cái. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi lò xo nhá. Thì các bác có thể mua kèm thêm. Cái này đuôi này khá là hay. Mình có thể là di chuyển di động, mang đi mọi chỗ mọi nơi. Các bác thích dùng ở đâu thì các bác cắm vào đấy. Nó rất là tiện lợi, di động mọi chỗ mọi nơi, và ở đây nó tích hợp cả công tắc bật tắt đi luôn này, nên là rất là tiện nhá. Đó thì nên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo nhá, đuôi lò xo. Giá của nó sẽ là đi 30k nhá.
30.000 một cái đuôi lò xo này, đấy, 30.000 một cái. Đó, rất tiện dụng nhá. Chỉ việc cắm điện vào này, lắp bóng đèn vào, bật công tắc cái là lên, lúc nào không dùng các bác tắt đi. Đấy, còn đây là cái ánh sáng thực tế của con 3W nó cũng khá là sáng đấy. Đó, rồi. Bóng đèn 3W là đang xả là chỉ còn có 5.000 một quả thôi. Đấy, 5.000 một quả nhá. Các bác không nghe nhầm đâu, 5.000 một quả nha. Còn cái đuôi đèn lò xo này là 30.000. Đây, tiếp theo thì lên luôn cho các bác cái mã hàng đó là cái chuột không dây. Em báo giá luôn bên em gửi bác là 90.000 một viên, 90.000 một cái một cái con chuột không dây nhá. Các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây đây, em ghi giá này rồi, 90.000 một cái con chuột không dây này, rất tiện dụng luôn. Thì hàng của nó thì cũng là hàng mới nguyên hộp này nhá. Sản phẩm thì sẽ gồm có là một con chuột không cần dây nhá các bác nhá. Thông minh của cái sản phẩm này là nó không cần dây dạ gì. Về là các bác chỉ việc kết nối bằng cái cục adapter ở bên dưới đít này. Đấy, các bác lật cái nắp này ra, lấy cái này ra, cắm trực tiếp vào trong máy tính của bác nhá. Và các bác bật cho em về on này. Đấy, bật cho em về on thì nó sẽ lên cái đèn báo màu đỏ em vừa bật đấy. Và bắt đầu là các bác cứ thế là nó sẽ tự động kết nối với nhau. Hai cái này, cái con Bluetooth này, đây cái con cổng USB Bluetooth và cái con chuột này nó sẽ tự linh với nhau và nó sẽ điều khiển không cần dây dợ gì nhá. Và cái hay của cái sản phẩm này là bên trong này nó đã tích hợp sẵn một viên pin rồi. Đấy, và cái pin này là có tích điện luôn nhá. Cái pin này có tích điện. Đấy, cái pin này có tích điện là lúc các bác cứ xài, lúc nào mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây sạc đi kèm với lại cái cục sạc này các bác cắm vô đây. Đấy, và các bác cắm vào cái nguồn 5V ấy. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc này em vừa quay này. Đấy, cái nguồn cục này cái cục 5V 2A này. Các bác cắm vào đây. Cục này thì bên em đang bán là 30.000 nhá. Các bác cứ lên mã nha, cho cái cục sạc Samsung. Đấy thì đang bán là 30.000 thì các bác có thể cắm vào đây. Và các bác sạc cho cái chuột này. Đấy. Và khi mà sạc đầy thì các bác lôi ra xài. Con này thì em cứ bảo hành cho bác luôn. Các bác sạc một lần các bác xài từ 1 tháng cho đến nửa tháng luôn. Pin nó cực kỳ trâu nhá. Đấy, pin nó rất trâu bò luôn. Đấy, các bác bình thường là các bác hay dùng những cái con chuột có dây rất là vướng víu, dùng rất là khó chịu vướng víu này. Đấy, rồi là nó nó không thẩm mỹ cái thứ giờ dây dặn nó lằng nhằng nói chung, hoặc là các bác đi chơi đi công tác các thứ giờ, hoặc là làm văn phòng mình cứ phải mà mang đi di chuyển nhiều, dây dặn nó lằng nhằng. Đấy thì các bác mua cho em con này về không cần về dây dặn gì nhá. Bên dưới cái nắp này về các bác lấy ra một đầu này các bác cắm trực tiếp vào trong máy tính nhá, còn cái con chuột còn lại là các bác cứ để ra bàn các bác di thôi, là tự động là nó sẽ linh với nhau nhá. Đây, cái con này em xài rồi nên em thấy nó rất ok và em nhập số lượng lớn về bán các bác nên là dùng ok lắm. Đó thì gửi bác là 90.000 nhá. Các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây. Đấy, 90k một con. Đây em quay cho bác cái con em đang xài này. Đây, cái con em đang xài đây. Đấy thì em sẽ quay cho bác coi nhá. Thì nó sẽ có là một cái cục linh như này này. Đấy thì về là máy tính nào nó cũng có cổng USB mà. Đó thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB này cho em. Đó, các bác cắm vào và cái con chuột khi mà cắm vào đấy nó kêu tinh cái nó sẽ tự động linh với nhau nhá, tự động kết nối với nhau. Đấy và bắt đầu là các bác cứ thế là các bác gì thôi. Đây, để em gì cho bác coi này. Đấy, các bác nhìn này, chuột này. Đấy, chuột chạy ngon lành luôn nhá. Đây, tắt đi này, tắt đi này. Đấy, bật lên này. Đây, vào chôm này. Vào YouTube chẳng hạn này. Đấy, YouTube nhá. Đó, bấm ngon lành luôn nhá. Đấy, đây, vào kênh của nhà em này. Đấy, bấm ngon lành. Các bác nhìn cái con chuột em gì chưa? Đây, con chuột em gì này. Đó, xem kênh của bạn này. Đấy, kênh nhà em đây các bác nhá. Đấy, các bác mua hàng này cứ vui lòng liên hệ với hai cái số điện thoại em để trên kênh này. Đấy, các bác nhìn cái con chuột này em đang gì này. Đấy, con chuột đang chạy nhá, là tay đang gì đây. Đây, tay đang gì đây. Đấy, tay đang gì đây. Đấy, gì đâu là nó sẽ sáng lên đấy. Đây này, đấy, thấy không? Đây. Đó, rất là tiện dụng luôn nhá, không cần phải dây dạ gì hàng nhàng nhá. Mà nó cực kỳ dễ dùng luôn, người lớn, người già, trẻ em dùng được hết luôn. Về chỉ việc cắm cái con này vào chân cổng máy tính và chuột thì các bác bật cho em về on. Đấy, cứ thế là dùng và khi nào mà hết pin thì các bác cắm sạc qua cái cổng ở đằng trước này, nó có cái cổng sạc này. Đấy, con này các bác cứ dùng cho em từ 15 cho đến 15 ngày. Cho đến 1 tháng các bác về phải sạc pin một lần. Pin nó cực kỳ trâu bò luôn. Bảo hành cho bác luôn. Nếu mà các bác nào mà pin mà nhanh hết thì cứ bảo anh em nhé. Đấy, bảo hành cho bác pin luôn. Vì anh em dùng thực tế đây, anh em dùng 2-3 con liền đây. Đấy, đây kìa. Đấy, đây không. Rất ok nhá. Không cần phải dây dợ gì nhờ. Đấy, các bác chỉ việc là cắm vào các bác xài thôi. Quá ok luôn. Đây các bác nhìn này, lướt này, lăn này. Lăn rất mượt mà luôn nhá. Đấy, đây không. Đây đang lăn này, tay em đang lăn này. Đấy, mất mượt mà ngon lành nhá. Rồi. Đấy thì em hướng dẫn cho bác rất chi tiết và cách sử dụng của con này rồi. Đấy thì em báo giá lại một lần nữa nhá. 90.000 một cái con chuột không dây này, 90.000 một con. Thì về các bác tháo cái nắp đít ở cái phần nắp lưng ra này. Lấy cái con USB này, cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB của máy tính và các bác dùng con chuột bật lên cho em về nút on. Đấy là các bác xài thôi. Và khi nào mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào đây. Đấy, chân sạc của nó đi nhá. Đấy, cắm sạc vào là các bác xài. Ở trong này nó có một viên pin tích điện sẵn rồi. Đấy, và xài từ 15 cho đến 1 tháng mới hết pin một lần.
pin rất trâu bò luôn các bác nhá, rất ok luôn. 90.000 một con chuột không dây các bác nhá. Lấy cứ lên mã thì em sẽ là chuột không dây 90k một con. Quả bóng B2. Đấy, bóng B2 các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bóng đèn B2 nhá. Cái này thì về các bác xài khá là nhiều việc này. Đấy, dùng làm bóng đèn thắp sáng này, rồi là bóng đèn ngủ cũng ok luôn, mà giá nó bình dân lắm. Em báo giá luôn nhá. Bên em sẽ bán nó combo là 5 quả 1, hoặc là nếu các bác mua lẻ các bác có thể mua 1 quả 1 cũng được. 1 quả 1 thì bên em đang bán giá sẽ là 5.000 một quả. Đấy, 5.000 một quả thôi. Còn nếu mà các bác lấy combo 5 quả 1 thì bên em sẽ gửi bác giá rất tốt luôn, 10.000 cho một combo là 5 quả bóng B2 nha. Đấy, 5 quả nha. 2 4 5, 5 quả nha là 10.000. Đấy là một combo bóng B2 5 quả là 10.000. Còn các bác lấy lẻ 1 quả là 5.000 nhá. Đấy, lấy lẻ thì giá nó sẽ cao hơn. Còn các bác lấy theo combo thì giá nó sẽ rẻ hơn. Đấy, cái này thì nó sử dụng cái nguồn điện là cái nguồn điện 5V. Tức là về các bác có cái cổng sạc USB ấy, các bác cắm vào là các bác xài thôi. Đây ví dụ như ở đây em có một cái ổ điện nó có cái cổng USB này. Đó, có một cái ổ điện có cổng USB này, các bác cắm trực tiếp vào điện 220 này. Sau đó là cái ổ này nó có cái cổng USB này. Đấy, các bác cắm vào đây cho em. Đó, thế là lên đèn, đèn rất sáng luôn nhá. Đèn nhìn thôi nhưng rất sáng luôn. Đấy. Con này em hình như cái công suất của nó là 1W, công suất của nó là 1W. Đó, ánh sáng màu trắng nhá, ánh sáng màu trắng. Đấy, về các bác dùng để làm đèn ngủ này, đèn chiếu sáng này, đèn cảnh báo này, nói chung là chế cháo nhiều việc lắm. Đó. Giá thì bên em đang bán lẻ một quả này là 5.000 nhá, một quả bóng B2 nha. Các bác cứ lên mã nha, sẽ là bóng B2. Một quả là 5.000, còn các bác lấy theo combo 5 quả 1 thì bên em đang gửi bác giá sẽ là 10.000 cho một combo 5 quả bóng nhá. Chân đây, chân nguồn vào của nó này. Cứ có cổng USB, nguồn của nó sẽ là nguồn 5V. Cứ có cổng USB các bác cắm vào, phệt vào, thế là sáng, có thế thôi, rất là dễ dùng nhá, tiện cực kỳ luôn. Đó, mà các bác cắm vào những nguồn 5V này thì cái tiền điện nó hết rất là ít cũng nhá. Đấy, không đáng kể luôn. Đấy. Đây, cứ cắm vào là sáng thôi. Đấy, còn cái ổ này thì chắc rất nhiều bác hỏi đây. Thì em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái ổ điện U3. Đấy, ổ này thì nó sẽ có là những cái ổ cắm điện và ba cái cổng USB nhá, để về các bác có thể cắm cái bóng này, hoặc là các bác cắm cái dây sạc điện thoại này mình để các bác sạc pin cho điện thoại cũng ok luôn nhá. Đấy, con này thì em báo giá luôn, lên mã cho em sẽ là cái ổ điện U3. Đấy, ổ điện U3. Ổ điện U3 này thì hàng của Thái Lan nhá. Đấy, hàng của Thái này. Giá của nó thì sẽ là đi 50.000. Đấy, U3 nhá, ổ điện U3. Giá bên em đang bán là 50k. Một cái ổ điện U3 này. Đấy, thì nó sẽ có cổng USB để các bác có thể cắm những cái đèn này. Đấy, thì bên em đang bán một cái ổ này là 50.000. Còn bóng B2 thì đang bán là combo là 5 quả 1. Đấy, 5 quả 1, cứ 5 quả 1 nha là 10.000. Còn các bác lấy lẻ 1 quả thì đang gửi bác là 5k nhá. Đó là cái lô vít cắm chân dẹt này. Đấy, hàng chuyên dùng cho những dòng ổ điện Nhật nhá. Đấy, ổ điện Nhật thì người ta chuyên dùng những cái chân dẹt nha. Đấy, nên các bác dùng những chân tròn, chân của Việt Nam rất là khó chịu nhá. Vì cắm nó không thể cắm được. Các bác chỉ có dùng chân dẹt thôi, các bác cắm vào là ok luôn. Đấy. Hàng như bên em thì là hàng chuẩn, chân sẽ là chân đồng và cái chân của nó rất là dày luôn nhá. Đây con nhìn này, chân của nó rất là dày luôn. Nên khi có cắm cái phần tiếp điểm nó tiếp xúc rất tốt nhá. Đấy, và con này chịu tải lớn lên đến là 16A này, 250V này. Đấy, và dòng này nó là dòng ổ fix chống và đập chống cháy nhá. Đấy, chất liệu nhựa chống và đập, chống vỡ, chống cháy, cực kỳ ngon, chắc chắn chất lượng luôn. Về thì các bác đấu dây vào là xài thôi. Đấy, fix cắm chân dẹt nhá. Chuyên dùng cho ổ điện Nhật các bác nhá. Đấy, chuyên dùng cho ổ điện Nhật. Giá của nó thì em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá một cái phích cắm chân dẹt này, giá của nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, 10.000 thôi nhá, 10.000 một cái phích cắm chân dẹt này, 10k một cái, giá rất hạt rẻ bình dân thôi. Đấy, về các bác chuyên dùng để phục vụ những cái ổ điện Nhật nhá. Đấy, vì nó hay dùng chân dẹt, chân của nó sẽ là 100% chân bằng đồng nhá, chân bằng đồng rất xịn sò, ok. Ngoài ra thì các bác có thể dùng ở gia đình nhà mình được. Cái ưu điểm của cái dòng chân dẹt này, này là thứ nhất là nó tiếp điểm tốt, và thứ hai là các bác cắm là không bị tèo. Bình thường là các bác hay dùng những cái chân tròn mà chân Việt Nam hay dùng ấy, là các bác cắm lâu nó hay rất hay bị tèo, mà một thời gian là ổ nó lỏng ra rất khó chịu. Nhưng mà các bác dùng những cái con chân dẹt này thì ổ nó yên tâm, là ổ cái ổ mà các bác cắm cái phích này vào nó cũng rất là bền. Đấy, nên các bác yên tâm, rất là hay nhá. 10.000 một cái phích cắm chân dẹt nha. Đấy, 10.000 một cái nhá. Đó, rất ok, giá rất là rẻ bình dân. Cái này thì số lượng có hạn thôi. Đấy, về đến đâu nó cứ hết đấy các bạn, vì nó không có hàng, nó không có đều ạ, nên các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, 10.000 một chiếc phích cắm chân dẹt nha. Đây cái lô đồng hồ hàng thanh lý cửa hàng nhá. Đấy, cửa hàng người ta bán, người ta không kinh doanh nữa, thì bên em ôm lô khoảng tầm vài chục cái cây đồng hồ nha. Đấy, rất đẹp luôn. Đồng hồ của nó còn mới nguyên trong hộp như này không nhá. Đấy, còn mới nguyên trong hộp như này, vẫn còn nguyên cả bọc giấy bóng nữa nè. Đấy, em ôm lô thanh lý cái lô này
giá rất hời cho bác luôn nhá các bác nhá. Em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ đeo tay, em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá, cái giá thanh lý cho bác luôn là 90.000. Đấy thì bên em lô thanh lý giá rẻ nên là giá nó rất tốt luôn, 90.000 một cái đồng hồ đeo tay nha. Đây. Một chiếc đồng hồ mới keng này các bác nhá. Đấy. Hàng này thì em nói luôn là hàng này hàng của tàu nhá, hàng của tàu. Đây. Made in China nhá. Đấy, made in China này. Đấy thì em nói luôn hàng của tàu, không đến lúc đến nơi các bác bảo là đồng hồ Nhật các thứ giờ nó rất là khó. Đấy thì em nói luôn đồng hồ hàng của tàu nhá. Vì nói chung là nó so với tầm giá thì các bác có một cái con đồng hồ này để các bác đeo vào tay thì quá đẹp luôn. Đấy, mình đeo đi chơi đi bài rất đẹp các nhá. Đây các bác nhìn này. Rất đẹp luôn. Đấy, hàng hàng tàu nhưng mà hàng có hãng đầy đủ hết các nhá. Đây là có hãng của Gokai này, hãng Gokai. Đấy, hãng này cũng khá là nổi tiếng, em check trên mạng là cái hãng của tàu này nhưng mà cũng rất là nổi tiếng đấy, cái hãng này. Đấy. Hàng là bao sống các bác nhá. Về là các bác vẫn chạy ngon lành nhá. Đấy, các bác chỉ việc ấn nút cho em này. Xoay này, xoay cho các bác chỉnh giờ ấn nút thế là xong. Đây này, đồng hồ chạy ngon lành luôn. Mặt rất đẹp luôn các nhìn. Đây em quay cận cảnh cho các bác xem cái phần mặt nó này. Mặt rất đẹp luôn nhá. Đấy, mặt rất đẹp, dây riếc ngon lành hết luôn. Đấy, về các bác chỉ việc đeo thôi, không cần phải lắp pin hay là thay pin như nào cả. Hàng của nó là vẫn còn chạy ngon lành hết luôn. Đây, đấy, có thấy không? Đeo vào lên nhìn rất sang trọng lịch sự nha, rất đẹp nhá. Số lượng có hạn đâu nhá, khoảng tầm 20 con nó không nhiều đâu. Nên là rất là em để cho bác cái giá này nó rất là rẻ rồi. Đấy thì em báo giá luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái đồng hồ đeo tay nhá. 90.000 một con này nhá. Đấy, chốt nhanh số lượng hạn nhá, gọi luôn cho em đi chứ không có nhiều đâu. Em đảm bảo bác luôn là cái mã này thì thể nào các bác cũng tranh nhau luôn. Vì nó không có hàng. Đấy, hàng là hàng ôm đô cửa hàng thôi, nó có vài chục cây đâu các bạn, không có nhiều đâu, nên là các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, chạy ngon lành luôn này. Đó. Rồi, 90.000 nhá, đồng hồ đeo tay. Đấy, về các bác đi chơi, đi du lịch, đi ăn cỗ ăn bàn cái thứ rồi mình đeo vào. Đấy, nhìn nó sang trọng lịch sự, nhìn nó đứng đắn con người lên rất ok luôn các nhá. Đấy, đeo vào quá ok luôn này. Đây. Đấy, các nhìn này. Tay nhìn đeo vào rất chất lượng luôn, lịch sự ok. 90.000 một cây. Vào việc chốt đơn nhanh luôn các nhá. Không có nhiều đâu các nhá. Và mũ của Mỹ nhá, rất chất lượng luôn. Đấy, em sẽ đi vào quay chi tiết và báo giá. À, cái này em báo giá luôn nhé, báo giá luôn thì bác biết luôn này. Đấy, thì bên em sẽ bán đồng giá luôn là mũ và thắt lưng, là bán đồng giá luôn là cứ 60.000 một cái, 60k. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là thắt lưng dù của Mỹ nhá, giá sẽ là 60.000. Và mũ này bên em cũng đang bán đồng giá luôn với bác là 60k luôn, 60k. Đấy, mũ cũng 60, thắt lưng cũng 60 luôn. Đấy, thì các bác thích cái phong cách quân đội này. Đấy, phong cách kiểu dạng ngầu ngã quân đội này. Đấy, kiểu dạng chất này thì các bác mua trong cái combo này quá đẹp luôn. Đấy, đây là mũ nhá. Đấy, mũ dàn di cực kỳ đẹp, USA này. Đó, quá xịn luôn. Chất liệu 100% là cốt tông, có phần vải lưới này, vải lưới các bác đội rất là thoáng đầu luôn nhá. Và có cái phần điều chỉnh đầu, cái cỡ đầu của bác nhá. Đấy thì các bác về xem cỡ đầu mình như thế nào thì các bác điều chỉnh bằng cái miếng này. Đấy, nó có thể thu ra, thu nó kiểu cho thu vào và cho to ra được các bác nhá. Đó, là điều chỉnh vòng đầu. Mũ thì lên form đội rất đẹp luôn. Đấy, mũ dàn di rất chất lượng nhá. Đấy, xào siêu thứ ok ngon lành luôn. Đường kim mũ chỉ rất nét, rất đẹp nhá. Mũ dàn di Mỹ, con này các bác đội thì cực kỳ chất lượng rồi, rất đẹp. Đó. À, giá là 60.000 nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là mũ dàn di. Đấy, mũ dàn di đang gửi bác là 60.000. Ngoài ra thì đó là dòng thắt lưng. Thắt lưng dù quân đội này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây. Nay hàng tiếp tục về, hàng cũng nguyên nguyên bịch nguyên túi mới keng luôn, quá chất lượng gửi bác luôn nhá. Con này thì bên em cũng đang bán đồng giá luôn là 60.000. Đấy, các bác lấy cái nào được báo nhá. Đây, dòng thắt lưng của quân đội US này, 1966 này, rất chất lượng luôn nhá. Con này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi, riêng cái dòng này thì niên hạn em bảo hành cho bác 10 năm luôn, dùng không bao giờ lo hỏng nhá. Vì cái dòng dù này nó quá là bền, nó không có gì hỏng các bạn, nó siêu bền luôn. Đây có nhìn này. Dù rất dày mà nó bện đẹp cực kỳ luôn. Đấy, và cái phần đầu này bọc một cái lớp da để khi mà các bác xài nó không lo nó bị bung hay nó bị xù cái phần dù ra. Phần mặt thắt lưng này cũng rất đẹp luôn, mặt là mặt kim loại nhá. Và cái phần khóa lẫy cài, khóa cũng rất là dễ dàng sử dụng, rất dễ mở, dễ đóng nhá. Thì các bác chỉ việc là xỏ dây thắt lưng vào này. Đấy, mở cái này ra, xỏ dây thắt lưng vào. Đấy, và các bác điều chỉnh cỡ sập này xuống thế là xong. Đấy, các bác giật cho em thoải mái luôn. Giật thoải mái luôn nhá. Cực kỳ chắc chắn, và lúc nào các bác không dùng nữa các bác tháo ra mở em ra thế là xong. Rất ok, thao tác rất nhanh gọn mà rất dễ dàng sử dụng nhá, mà lại còn chắc chắn, đẹp, bền các bạn. Đấy, nói chung là đúng chất là ngon, bổ rẻ và bền luôn đấy, bền bỉ. Hàng của Mỹ thì cũng yên tâm về chất lượng rồi. Đó thì thắt lưng dù này thì thắt lưng dù dàn di của Mỹ nhá, bên em đang gửi bác giá sẽ là
60.000 một cái, còn mũ thì cũng là 60 luôn. Đấy, các bác cứ lấy cái nào thì báo anh em, hoặc các bác có thể lấy cả đôi này về xài được. Đấy, mũ là 60, thắt lưng 60 nhá.